Chương 81 Mỹ nữ tới chơi thượng Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 81 Mỹ nữ tới chơi thượng cây nấm tiểu căn phòng, kéo về nông dân cá thể tràng, du du dưới sự yêu cầu bày ra tại du du hữu cơ vườn rau trước cửa không xa, cây nấm nóc nhà phun sơn hồng, lâu đài nhỏ căn phòng duy trì màu gốc, trừ đi có chút gờ ráp đều rất tốt. Du du yêu thích không được, trở về nông dân cá thể tràng không rời đi tiểu cây nấm phòng nay con cùng rùa đen, tiểu hỏa ổ gà ổ đưa hết cho đều chuyển tới tiểu cây nấm trong phòng, Lý Hán bắt đầu không lưu ý, còn tưởng là Du Du chơi, có thể làm tốt cơm phát hiện phát hiện, Du Du đang gõ bao chăn, quần áo thu thập cất vào tiểu trong túi chuẩn bị mang đi đây này. Lý Hán sợ hết hồn, huyên náo như là Du Du dự định rời nhà trốn đi. Lý Hán đi tới Du Du gian phòng nhỏ ngồi chồm hổm xuống, kéo bận việc vận chuyển cần lao như một tiểu ông mật Du Du, tiểu gia hỏa náo cái nào vừa ra à du du ngươi làm cái gì vậy chuyển đi nơi nào vừa hỏi mới biết du du dự định chuyển tới tiểu cây nắm trong phòng ở chuyển tới cây nắm phòng du du muốn tại cây nắm trong phòng giấc ngủ nói xong đóng gói tốt chăng một lưng dự định chuyển tới tiểu gia hỏa khí lực nhưng một điểm không nhỏ ba lô nhỏ mang theo lý hán dở khóc dở cười tiểu cây nắm phòng là tới mở nhỏ rau dưa siêu thị bán hữu cơ rau dưa cùng màu xanh lục rau dưa trứng gà ta cùng trứng vịt loại hình. Lý Hán một hồi lâu giải thích Du Du mới mở ra gói kỹ cái chăn, tiểu y phục bao bao. Ba ba, Du Du có thể đi tiểu cây nắm phòng chơi sao? Đương nhiên, bất quá không thể quá muộn, biết không? Du Du dùng sức chỉ trỏ đầu nhỏ, bảo đảm nói, ừm, Du Du cùng con gà con, nai con, tiểu dương cao cùng nhau chơi đùa, chơi một hồi trở về. Thật ngoan, đói bụng rồi đi, chúng ta ăn cơm trước lại đi chơi lý hán nắm du du xuống lầu cơm tối bánh bao nhỏ cùng cháo nhỏ cà chua hầm cách thủy thịt bò rau xanh xào chút thức ăn cha và con gái ăn xong cơm tối thu thập bát đũa du du điểm tâm nhỏ đều không ăn ồn ào đi tiểu cây nắm phòng chơi lý hán lôi kéo tiểu gia hỏa nói cho du du cây nắm phòng vẫn không có làm tốt muốn đem gờ ráp đánh bóng đi không phải vậy đâm tay du du giúp ba ba lý hán thay quần áo khác đeo găng tay cầm một chồng giấy ráp, tiểu cây nắm phòng tốt chút địa phương đều là gờ ráp, cần mài dũ một chút. Du Du thấy chạy tới giúp ba ba, mang bàn tay lớn bộ, ba ba sát cao, Du Du sát thấp, vẫn lên cái mông nhỏ nằm sấp ở trên sàn nhà, đánh bóng chỗ rẻ tiểu không đất để trống phương, tay nhỏ, dễ dàng đánh bóng, một buổi tối sàn nhà cùng chỗ rẻ địa phương, cha và con gái đều đánh bóng một lần, thô ráp gờ ráp mài dũ một chút, bóng loáng bôi lên điểm dầu thực vật, sáng sủa hơn nhiều. Về lầu nhỏ trên đường Du Du liền ngủ mất rồi, Lý Hán ông phóng tới trên giường, tiểu gia hỏa một buổi trưa vội vàng, buổi tối cao hứng chạy trước chạy sau hỗ trợ, mệt mỏi. Lý Hán cho Du Du thay đổi nước tiểu không ẩm ướt, xoa xoa mặt đắp kín mền, chăn điệp rất thú vị, Lý Hán sờ sờ Du Du cười lắc lắc đầu. Đóng cửa lại, Lý Hán đi tới phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, trở về nhà ngã đầu ngủ rồi, ngày thứ hai, trời vừa sáng rời giường, Lý Hán đi tới Du Du phòng nhỏ, phát hiện Du Du không thấy, chăn ngoan ngoãn gấp kỹ, tiểu gia hỏa đi nơi nào, dọc theo khuôn nhà nhỏ tìm một vòng, phát hiện tiểu Du Du đang tại tiểu trong vườn rau chọn đồ ăn, tiểu cây nắm trong phòng khay chứa đồ thượng bày ra không ít rau dưa. Du Du hái tốt một đỗ món ăn trở về tiểu cây nắm phòng, chỉnh tề bày ra được, thỉnh thoảng gật cái đầu nhỏ một bộ rất hài lòng bộ dáng, Lý Hán thấy vui lên, tên tiểu tử này. Trở lại rửa mặt, Lý Hán thay đổi đồng phục làm việc, quét dọn một cái chuồng bò cùng chuồng phân và nước tiểu vận đến hố rác ủ phân sửa sang một chút làm cá cùng về nước mang đến hoa quả khô mang theo sân nhỏ một bên trên ban công phơi nắng một cái gà vịt lòng sắt mở ra mấy chục gà đất thích ứng nông trường hoàn cảnh truy đuổi đi bãi cỏ trong bụi rậm nắm bắt côn trùng kiếm ăn ăn nông dân cá thể tràn sống bận việc xong làm tốt điểm tâm lý hán đi tới ăn sáng vườn du du chính ba ghế cho chỗ cao khay chứa đồ ô vuông tăng thêm rau dưa một cái ô vuông một loại rau dưa bày ra chỉnh tề rất có điểm rau dưa siêu thị dáng vẻ lý hán chờ du du bày ra được đi tới du du nhìn thấy ba ba đạp đạp từ ghế nhảy xuống chạy đến ba ba bên người chỉ vào bày ra tốt rau dưa du du để tốt du du thật là lợi hại lý hán nhéo nhéo du du cái mũi nhỏ thật nắm tiểu gia hỏa không có cách nào Mệt không, về đi ăn cơm đi Ừm, Du Du đói bụng Du Du sờ sờ sẹp sẹp cái bụng Dùng sức chỉ trỏ tiểu não địa Đánh răng, rửa mặt sao Nắm Du Du trở về lầu nhỏ Lý Hán hỏi Ừm, Du Du đánh răng rửa mặt rồi Du Du chỉ trỏ đầu nhỏ Lôi kéo Lý Hán đi tới bên cạnh cái ao Chỉ vào từng đống tiểu phao phao Quả nhiên Du 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 trả lại con cừu nhỏ cùng Nai con rùa đen lớn đánh răng, Bạch Lan không ngoan, không đánh răng. Lý Hán dở khóc dở cười, mỗi ngày nói đánh răng, tiểu nha đầu nhớ ở trong lòng, lần này ngược lại tốt ngoại trừ con gà con, đoán chừng trong nhà động vật nhỏ đều cho Du Du bắt lấy đánh răng, chẳng trách từng đống ngâm ngâm rồi, trở về lầu nhỏ, Lý Hán nhìn xuống, nhi đồng kem đánh răng thiếu một đoạn, lúc trước ba ba mù mụ, tỷ tỷ mấy người bạn chạy đánh răng sốt sắng hình rồi, Du Du này sẽ tự hồ biết làm sai sự, cúi cái đầu nhỏ, Lý Hán nói rồi vài câu, bàn chải đánh răng vốn là cũng phải. Cần thay đổi, nói cho Du Du lần sau không nên cho Tiểu Dương Cao, Tiểu Mễ Lị đánh răng. Thật bắt ngươi cái Tiểu Bướng Bỉnh hết cách rồi, lần sau cũng không thể như vậy. Ừm, Du Du biết rồi. Du Du ngoan ngoãn gật cái đầu nhỏ, Lý Hán không nói cái gì nữa, điểm tâm ăn qua, Lý Hán đưa Du Du đi ô gu phu nhân ba lê phòng nhỏ, lúc gần đi đợi Du Du còn bàn giao, Lý Hán ba ba bán món ăn đây này. Biết rồi, tiểu bà quản gia. Lý Hán ông Du Du hôn một cái khuôn mặt nhỏ bé, râu mép cọ sát Du Du cái mũi nhỏ đùa với Du Du cười khanh khách, khô nờ dề chấm ca hát ông nên, ba ba râu mép ngứa quá ngứa. Du Du mân mê miệng nhỏ, ba ba lại dùng râu mép trát Du Du. Ngoan, đi học đi. Lý Hán đưa Du Du đi học trở về lầu nhỏ, điện thoại có hai cái nhắn lại, mở ra điện thoại ghi âm mẹ điện thoại lãi nhãi có hay không đúng hạn ăn cơm du du có ngoan hay không trọng điểm du du lý hán chua sót đây thật là có tôn nữ quên mất con trai cái thứ hai điện thoại có chút ra ngoài lý hán dự liệu hàng hy mẫn cùng lý hy hai cái cô bé thiện lương lý hán mời hai cô gái tới nông trường chơi nhưng hơn một tháng không có trả lời vốn là cho rằng hai cô gái không tới đây này lý hán rất vui vẻ hai người đi tới tích thủy chi ân dũng tuyền tương báo, ngày mai lại đây, Lý Hán chuẩn bị một chút, đùa không nhiều, cá tôm loại hình ăn, Lý Hán dự định chuẩn bị thêm chút, đốt mấy cái chuyên môn mời hàng hy mẫn cùng Lý Hy nếm thử, du học ra khỏi nhà khẳng định rất ăn ít đến chánh tông cơm tàu, chỉ là đáng tiếc cơ thú liệp tràng, vẫn chưa hết công. Dòng họ Crick kế hoạch kiến thiết thú liệp tràng phạm vi hơn 10 dặm địa phương bao quát trưởng vài chục km rộng mấy cây số núi rừng, toàn bộ thú liệp tràn lớn là kỳ, chân chính vượt qua 10 vạn mẫu anh, hơn nửa núi hoang hoang dã. Không thể không nói dòng họ Crick vô cùng bạo tay, thủy thượng lạc viên, gôn sân đấu, thuật cưỡi ngựa biểu diễn tràn, đấu trường, bãi chăn nuôi khách sạn, mấy chục căn nắm giữ hồ bơi biệt thự, đại hình săn bắn, mấy trăm loại các thức súng ống, trên không nhảy dù, nắm giữ một tòa ba dê rạp chiếu phim, thật là đại thủ bút. Phòng ăn cơm kiểu Tây dùng tới được tốt hữu cơ bãi chăn nuôi nuôi thả dê bò thịt, rau dưa là tốt nhất hữu cơ món ăn rượu đỏ đến từ tác phẩm số một tử trang. Dòng họ Crick cùng quốc nội mấy vị phú hào hợp tác khai phá, mấy nhà cỡ lớn cơ quan du lịch, khách hàng nhằm vào Trung Đông cùng Trung Quốc phát triển quốc gia bọn phú hào, chế tạo xa hoa bãi chăn nuôi nghỉ phép trang viên, hoàn toàn vượt qua mọi người tưởng tượng đặc biệt là cao 600 mét dòng nước xiết tác, có thể từ sườn núi trượt xuống, bãi chăn nuôi toàn bộ cất vào đáy mắt, các loại chơi trò chơi thiết bị, rất nhiều chế tạo đệ nhất thế giới du lịch bãi chăn nuôi trang viên khí thế chỉ là hiện tại vừa mới kiến thiết hoàn thành chỉ có thú liệp tràng hơn nữa lại có hơn một tuần lễ thú liệp tràng mới đối ngoại mở ra lý hán lần trước thu được thư mời săn bắn khai mạc thức tiệc rượu chỉ là mang vào nói một lần mà thôi hàng hy mẫn cùng lý hy hiện tại lại đây lý hán chỉ có thể mang theo bọn hán dạo chơi chính mình nông trường kỳ cưỡi ngựa chen sữa bò chèo thuyền câu câu cá nhìn xem tuyết sơn các loại món ăn vui đùa một chút buổi trưa du du trở về Tiểu nha đầu còn nhớ hai cái mời du du ăn cơm không ngon cơm cơm tỷ tỷ. Lý Hán nhéo nhéo du du cái mũi nhỏ. Ngươi à, miệng điêu, tỷ tỷ đến rồi, ngày mai đến, du du cùng ba ba đi đón tỷ tỷ biết không? Nhéo nhéo du du cái mũi nhỏ, Lý Hán đùa với tiểu gia hỏa. Chu chu mỏ ba ngậm, không ăn thức ăn nhanh, rau dưa ăn trong không gian gieo trồng, thịt bò cùng thịt dê muốn tại không gian nước ngâm, chỉ có điểm tâm ngọt không quá chú ý, sữa tươi kem bánh gato, tô, hoa quả chọn hữu cơ hoa quả, may là, Lý Hán còn có chút giá trị bản thân cộng thêm không gian, không phải vậy thật không nuôi nổi tiểu kiều nữ đây này. Hi hi. Du du nhào tới Lý Hán trong lòng ngực náo loạn một hồi, rửa qua tay nhỏ, phải giúp ba ba làm đậu phụ ráng bao, đậu hũ non cùng trứng gà làm da, thịt bò hành tây nhân bánh, cũng không dễ dàng làm, hương vị không sai, Lý Hán thử làm một lần, du du thích ăn, cũng lấy mấy lần, hôm nay rảnh rỗi, lý hán mới đáp ứng cho tiểu gia hỏa làm tiếp một điểm đậu phụ quá non tay phải nhanh muốn ổn định ráng hai mặt phải nhanh không thể chờ đậu hũ non trong bánh nhân thịt chạy đến không phải vậy đã thất bại ráng tốt vỏ ngoài đậu hũ non vàng và giòn nội bộ mềm non bên trong bao vây bánh nhân thịt mùi vị không nói thật tốt du du miệng nhỏ bị phỏng thẳng thổi hơi nhưng vẫn không nỡ bỏ buông tay chú mèo ham ăn chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàn thư viện bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 82 Trên đường đi gặp Đại Bạch Ngưu. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 82 Trên đường đi gặp Đại Bạch Ngưu du du duỗi đầu nhỏ nhìn một chút lối ra, quay đầu lại nói với Lý Hán. Ba ba, tỷ tỷ như nào đây chưa có tới, du du đều đói. Khổ khuôn mặt nhỏ, bưng bụng nhỏ, Lý Hán nở nụ cười chỉ trỏ Du Du cái mũi nhỏ. Vừa mới không phải ăn kem sao? Du Du lên lén liếc cách đó không xa kem phòng nhỏ, đầu lưỡi liếm liếm, Du Du còn muốn ăn nha. Lý Hán được Du Du chọc cười vui cười, cười nhéo nhéo Du Du thịt thịt khuôn mặt nhỏ. Chỉ có thể ăn nửa một cái nha. Lý Hán móc ra 20 đô la Mỹ đưa cho Du Du, tiểu gia hỏa hoang hô một tiếng ừ gật cái đầu nhỏ, dơ tiền mặt đạp đạp chạy đến kem bệ cửa sổ, bò đến cái ghế, chỉ vào vừa mới nhắm vào bơ kem. Đại ca ca, Du Du phải cái này kem. Tốt, xin chờ một chút. Du Du hoang nhanh lên một chút điểm đầu nhỏ, tìm chơi tiền, lấy ra hai tấm một khối làm tiền tiếp. Ừm, cảm ơn đại ca ca. Lý Hán cười lắc lắc đầu, tiểu gia hỏa học rất nhanh, vừa mới thấy Lý Hán làm, này sẽ học xong, Lý Hán nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Hàng hy mẫn cùng Lý hy máy bay muộn chút nửa giờ, Lý Hán quầy phục vụ hỏi một cái. Là đã đến nha, tốt, cảm ơn ngươi. Không khách khí. Lý Hán nắm gặm kem đánh giá chung quanh Du Du đi tới lối ra. Ba ba, tỷ tỷ đã tới chưa? Tỷ tỷ đã đến, một hồi muốn có lễ phép. Ừm, Du Du mời tỷ tỷ ăn kem. Du Du nâng trong tay kem nói ra. Thật ngoan. Cũng không chờ mấy phút, Du Du từng ngụm từng ngụm gặm kem, không đợi hàng hy mẫn cùng lý hy đi ra kem ăn xong tiểu nha đầu còn có ý đồ ba ba mua mời tỷ tỷ ăn đây lý hán được du du mờ ám chọc cười du du tỷ tỷ đến rồi đi nhà ba ba kem ăn thật ngon là ăn ngon nhất rồi tiểu quỷ đầu lý hán chỉ trỏ du du cái mũi nhỏ cái này chú mèo ham ăn cười đối hàng hy mẫn cùng lý hy phất phất tay hàng hy mẫn cùng lý hy nhìn thấy lý hán Hàng Hy Mẫn dùng sức phất phất tay, Lý Hy kéo đều kéo không được. Hy Mẫn Hàng Hy Mẫn có chút nghi hoặc nhìn một chút Lý Hy. Làm sao vậy, Hy? Lý Hy im lặng liếc mắt. Hàng Hy Mẫn bạn học, ngươi nhìn thấy Lý Hán thật cao hứng. Đúng vậy a, à, thật cao hứng a. À. Hàng Hy Mẫn cảm thấy Lý Hy thật kỳ quái, Lý Hy thở dài, nha đầu này, quên đi. Hán, chúng ta ở chỗ này đây. Hy Mẫn, Hi, hoan nghênh đến Montana, hành lý cho ta đi, một đường vẫn tốt lắm. Lý Hán nắm Du Du tới đón, tiếp nhận Lý Hi trong tay hành lý, Du Du ngoan ngoãn vấn an. Tỷ tỷ tốt. Pandora, càng ngày càng đáng yêu. Hàng Hi mẫn ngồi chậm hổng xuống ôm lấy Du Du, Lý Hi cầm hàng Hi mẫn không có cách nào. Cũng không tệ lắm, Hán, làm phiền ngươi. Không sao, chúng ta đi ra ngoài trước. Lý Hán đẩy xe, Du Du cùng Hàng Hy mẫn một hồi thời gian náo cùng nhau, Lý Hán để đó hành lý công phu, Du Du, lừa gạt, đã đến một cái ngực to dầu kem, Hàng Hy mẫn vừa ăn còn một bên gật đầu. Du Du, thật là lợi hại, kem ăn ngon thật. Ừm, tỷ tỷ, Du Du không có lừa ngươi nha, ăn ngon lắm. Lý Hán thật muốn đối với Du Du cái mông nhỏ đến hai lần, Hàng Hy mẫn ông Du Du, một tay còn cầm hai cái kem. Hán, Hi đến ăn kem, ăn thật ngon, Du Du rất lợi hại, mang ta tới, thật ăn rất ngon. Cảm tạ, thật sao? Du Du. Lý Hán nhìn né tránh tiểu Du Du, Lý Hy khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Đúng vậy a, à, Hán, Du Du thật sự rất lợi hại đây này. Hàng Hy mẫn một bên trong tay kem đưa cho Lý Hán, Du Du lén lút liếc ba ba một mắt, trong tay một con khác kem đưa cho Lý Hy đại tỷ tỷ một cái, miệng nhỏ gặm một cái trong tay mình kem trốn trốn tránh tránh đùa với lý hy quả muốn cười hy mẫn lên xe lý hy tiếp nhận du du lý hán đối với lý hy chỉ trỏ du du hôm nay kem ba con số lượng buổi sáng liền vượt chỉ tiêu rồi thật không sợ thành tiểu bàn mùi. ừm hán xe của ngươi cực giỏi a à. hàng hy mẫn gặm kem nắm du du đánh giá lý hán pit cúp lý hán vui vẻ đại pit cúp Montana xem như là bình thường nhất xe, lại bị nói khóc, Lý Hán vẫn là lần đầu tiên, rất vui vẻ mở cửa xe, để mấy người lên xe. Nông trường có không ít đường đất, bình thường xe không dễ đi lắm, nông trường phần lớn là dùng tiết cúp, du du ngồi xong, chúng ta xuất phát. Lý Hán phát động xe, hàng hy mẫn cùng Lý Hy trước tiên giúp du du nịt dây an toàn, nhi đồng ghế tựa, ra ngoài Lý Hán đều phải cài đặt lên, nước Mỹ cảnh sát siêu yêu mở hóa đơn phạt xe rời đi bố đốn nội thành lý hán chầm chậm điểm tốc độ xe cười nói gần nhất khủng hoảng kinh tế cảnh sát giao thông trong nhà đều đói meo rồi xe chậm một chút đều phải khai trương hóa đơn phạt đúng vậy a à, đúng vậy a à, chúng ta bạn học mỗi ngày oán giận đây chính phủ thiếu tiền cảnh sát tiền lương đều phát không được đây ngầm thừa nhận cảnh sát thứ hai đến thứ sáu là chính phủ mở hóa đơn phạt cuối tuần vì chính mình mở hóa đơn phạt hàng hi mẫn một hồi lâu không lên tiếng có chút cuốn lên. Montana cũng còn tốt điểm, nội thành so sánh nhiều lần một điểm, cách nội thành tốt một chút, càng M Star trấn nhỏ nhỏ như vậy trấn, không có các cảnh sát, bình thường lẫm lẫm liệt liệt, đặc biệt là nhà mình nông trường, càng tự do điểm, bình thường trên đường khai tha lạp kỳ không việc gì đâu. Lý Hán cười nói. Thực sự sao, Hán, nhà ngươi có máy kéo, ta có thể thử xem, ta đặc biệt nhớ khai tha lạp kỳ. Hàng Hy Mẫn một bộ nóng lòng muốn thử, Lý Hy lôi kéo Hàng Hy Mẫn. Hy Mẫn. Làm sao vậy, Hi, qua, Hi, mau nhìn đàn trâu. Lý Hán vui vẻ, Hàng Hy Mẫn là cái hoạt bát, thiện lương đơn thuần nữ hài, Lý Hy có chút ngượng ngùng đối Lý Hán cười cười, Hàng Hy Mẫn hô to gọi nhỏ chỉ vào bên ngoài đàn trâu, Lý Hy cầm Hàng Hy Mẫn không có biện pháp. Từng đạo từng đạo qua không ít trống trải đất hoang cùng bãi chăn nuôi hiếm thấy đến người, dê bò ngược lại là sẽ gặp phải một ít, đặc biệt là tới gần công viên Islao hoang vu chút. Cẩn thận! Lý Hán nhanh chóng đạp lên xe hạp, Lý Hy cùng hàng hy mẫn, nghiêng đầu lại nhìn phía trước một đầu bạch ngưu ngăn trở tiết cúp, du du trận mắt lên. Tiểu bạch! Du du vội vàng cởi đai an toàn, từ trên người Lý Hy bò qua, muốn muốn mở cửa xe, nhảy xuống xe, may là Lý Hy bắt lại. Lý Hán sợ hết hồn, phía trước chống đỡ xe rõ ràng là công viên Islao Stone bên trong giả trâu nước, chỉ là là một con màu trắng tiểu giả trâu nước, quá hiếm thấy, Lý Hán vẫn là lần đầu tiên thấy. Du Du, đây không phải tiểu bạch. Du Du A à xong, nhưng tiểu gia hỏa, còn có chút không cam lòng, là nhỏ trắng. Hán, không có sao chứ? Lý Hy hỏi, một đầu ngưu xe được ngưu chống đỡ rồi, nói không chắc tông xe tử đây này. Không sao, chỉ là một con choai choai ngé con, chờ một chút cũng không quan hệ rồi. Lý Hán gặp được mấy lần, trâu hoang, lộc, linh dương loại hình, thậm chí còn gặp phải hắc hùng. Hán, ngươi gặp được hắc hùng sao? Hàng hy mẫn trận mắt lên, hưng phấn không thôi, Lý Hán dở khóc dở cười. Gặp phải một lần, lúc trước rất sợ sệt, may là chỉ là một con tiểu hắc gấu, cuối cùng chính mình đi ra. Lý Hán cười nói. Thật sự a, à, tiểu hắc gấu đáng yêu sao? Hi mẫn, Hát hùng nhưng là sẽ cắn người, nơi nào đáng yêu. Kỳ thực thật thật đáng yêu, bụ bẩm, lúc đó chỉ mới nghĩ hát hùng, sau đó ngẫm lại rất cảm thấy buồn cười, không to nhỏ hát hùng cùng chó con gần như, rất sợ người đâu. Ồ, gia hỏa này không đi. Đợi một hồi lâu, Lý Hán ngẩng đầu nhìn trước khi xuống xe bạch ngưu. Tiểu bạch, du du tiểu bạch. Du du không làm nữa, chính là tiểu bạch nha, du du nháo muốn xuống đi đây, Lý Hán suy nghĩ một chút không to nhỏ ngưu, vội vàng đi được rồi, làm lỡ một hồi lâu. Lý Hán vốn định tránh khỏi, nhưng mới vừa lái xe, tiểu bạch ngưu chặn lại rồi, Lý Hán thật hết cách rồi, mở ra cái rương, lấy ra súng săn. Các ngươi chờ một chút, ta đi xuống nhìn một chút. Không có sao chứ, Hán, có muốn hay không chúng ta chờ một chút được rồi. Không sao, các ngươi không nên xuống, dù dù không nên nháo. Lý Hán mới vừa đẩy cửa xe ra, ngưu đầu duỗi ra lại đây, du du nhanh chóng bò tới, vỗ vỗ bạch ngưu. Ba ba, là nhỏ trắng. Hàng hy mẫn cùng Lý Hi nghi hoặc nhìn Lý Hán, bạch ngưu tự hồ thật nhận thức du du a. À. Lý Hán dở khóc dở cười, con này bạch ngưu quá kỳ quái đi, hết cách rồi, mang lên đi, may là không lớn. Mở ra xe tải túi, kéo xuống thùng xe tắm ván gỗ, du du bắt chuyện nghe con bò lên trên xe, Lý Hán tìm dây thừng, đưa cho Du Du buộc tại trên xe, đóng lại thùng xe. Thực sự là thật không tiện, Du Du đứa nhỏ này, chúng ta đi thôi. Bận việc hơn 10 phút, Du Du quyết định chính mình tiểu bạch, hoàn toàn khác nhau đây này. Du Du cao hứng, tiểu bạch trở về rồi, thật cao hứng bò đến nhi đồng trên ghế, thắt chặt dây an toàn. Ba ba, về nhà, tiểu bạch đều đói. Được, ngồi xong. Thiết cúp thúc đẩy, dùng nửa giờ trở về nông trường, hàng hy Mẫn cùng lý hy một đường đánh giá thật nhiều dê bò bắp ngô tiểu mạch cây củ cải đường nông trường đẹp để nông trường phòng nhỏ máy xay gió trở về lý hán nông dân cá thể tràng lý hán nông dân cá thể tràng tựa hồ đẹp hơn hán nơi này thật là đẹp a à. nông dân cá thể tràng lầu nhỏ làm lại trang sức màu đỏ nóc nhà màu trắng vách tường tại cây phong cùng rừng cây tùng giữa như ẩn như hiện màu xanh biết mặt cỏ mấy con trắng đen xen kẻ sữa bò nhàn nhã ăn cỏ xanh, ngoài sân, không xa là nhỏ phòng, đại kem tiêu chuẩn, kem phòng nhỏ, cách đó không xa trên sườn núi đại phong xa phòng, tốt có in lân phong tình đây này. Mấy người đi tới, kinh đến vài con chính đang chơi đùa sóc nhỏ, nhanh chóng bò đến trên cây đi. Du du chớp chớp mắt to, hai cái tiểu bạch, quay đầu lại nhìn một chút giá giá. Ừm, là đại bạch. Lý Hán cùng Lý Hy vui vẻ, hàng hy mẫn vẫn rất tốt kỳ đây, hai đầu bạch ngưu quay đầu lại nhìn Lý Hán. Hán, cái này không phải là tiểu bạch chứ? Ừm, tỷ tỷ, đây là đại bạch, đó là tiểu bạch. Du Du hoàn toàn không đem nhận sai ngưu coi là chuyện đáng kể, thật cao hứng nắm đại bạch cùng tiểu bạch chào hỏi. Lý Hán dở khóc dở cười, nhanh chóng ngăn, muốn đánh một cái dự phòng châm, trâu hoang nếu là có bệnh nhưng là phiền phức, cách ly một quãng thời gian lại nói du du vỗ vỗ đại bạch không có bệnh thật không có bệnh ừm đại bạch rất tốt đây này du du vừa nói như thế lý hán hơi thở phào nhẹ nhõm tiểu gia hỏa hai lần mua ngưu lý hán đối du du đối với ngưu rất tin tưởng hành lý ta đến a vào nhà trước không sao bên ngoài rất đẹp hán những này hoa đều là ngươi loại đấy sao bình thường loại phía trước vườn hoa là du du loại tiểu gia hỏa yêu thích trồng hoa trồng cỏ, trồng rau. Lý Hán vừa đi vừa nói, Lý Hy cùng hàng hy mẫn tiến vào lầu nhỏ, rất tốt, lò sưởi trong tường cùng phòng ăn, đại sân thượng, buổi chiều thái dương, buổi chiều một cái đĩa bánh, một ly cà phê, một quyển sách, ngẫm lại khiến người tâm động. A à, à, đừng khách khí, ngồi a, à, trong nhà chỉ có cà phê, coca, sữa bò, đến chút gì. Cà phê, ướp lạnh có sao? Cà phê, cảm tạ, Hán, phổ thông là tốt rồi. Lý hy vỗ một cái hàng hy mẩn. Không sao, ướp lạnh có, chờ một chút. Lý Hán cười nói, mở ra tủ lạnh, ướp lạnh cà phê bưng đi ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 83 Quê hương mùi vị thượng Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com chương 83 Quê hương mùi vị thượng thời gian còn sớm, Lý Hán mang theo hàng hy mẫn cùng Lý Hy dọc theo lầu nhỏ đi dạo một vòng, xanh biếc bằng phẳng mặt cỏ, xinh đẹp vườn hoa, uyển chuyển nhảy múa hồ điệp. Hán, nơi này cực đẹp, nếu như lại có thêm cái bàn đu dây rồi cùng đồng thoại bên trong giống nhau. Đặc biệt là đi tới rừng cây nhỏ hàng hy mẫn cùng Lý Hy trận mắt lên, thật xinh đẹp, mềm yếu mặt cỏ, từng bó từng bó hoa cỏ, bay lượng hồ điệp từ cành cây khe hở duỗi ra đầu nhỏ, hiếu kỳ sóc nhỏ, nai con cùng cừu, nhàn nhạt ánh mặt trời, dường như đặt mình vào đồng thoại thế giới bình thường. Lúc trước bên này có cái võng, mấy ngày trước du du cùng tỷ tỷ ta bảo bảo hai tên tiểu gia hỏa chơi hỏng rồi, một mực chưa kịp làm. Lý Hán cười nói, xoa xoa du du cái đầu nhỏ, hai tên tiểu gia hỏa lực phá hoại cũng không nhỏ. Du du phình phình miệng lắc Lý Hán tay, trong miệng kêu ba ba không nói, không nói hừ ba ba đều nói qua không nói, lừa gạt du du, hàng hy mẫn cùng Lý Hy thấy, cười cười, du du thay đổi một thân nông phu trang, vô cùng khả ái, đặc biệt là phòng lên thịt thịt khuôn mặt nhỏ chạy trước chạy sau hồng phát phát dường như tiểu bình quả, không nhìn được nghĩ xoa bóp. Như vậy a à, hán, nơi này mặt cỏ thật là thoải mái, chúng ta ngồi một hồi đi. Tuy nói chỉ là đi dạo một vòng, đường đi không tính thiếu lại có thêm khí trời rất nóng, rừng cây nhỏ, cây cối xanh biếc cành lá xung xuê cùng bốn phía nông trường lùm cây loại hình không giống nhau, gió mát từ từ đưa tới cỏ xanh mùi thơm ngát cùng nhàn nhạt hương hoa, cỏ xanh mềm mại dường như thảm lông dê thoải mái. Nghỉ ngơi một chút đi, ta đi lấy ấm cà phê cùng điểm tâm đến, Du Du giúp ba ba chiêu đãi hai vị đại tỷ tỷ nha. Từng, Du Du biết rồi. Du Du chỉ trỏ đầu nhỏ, đuổi theo tiểu dương cao tại trên đồng cỏ đánh biến, ba trứ thuyết đạo. Lý Hán trở về lầu nhỏ, tiện tay cầm khối khăn trải bàn, bưng ấm cà phê, một cái địa điểm tâm, chocolate bánh cùng bánh pudding, du du thích ăn tiểu bánh gato, bày ra chỉnh tề. Tới rừng cây nhỏ, hàng hy mẫn đang cùng du du bãi cỏ đùa giỡn, Lý Hiên ngồi sổng ở hai con dê nhỏ cừu con bên cạnh, này con cừu nhỏ. Tỷ tỷ không bắt được du du. Đừng chạy, xem tỷ tỷ gãi ngươi ngứa. Hàng hy mẫn làm bộ cầm lấy du du, du du oa oa kêu to chạy trốn, hai người chơi rất tốt. Hán, ta tới giúp ngươi. Lý Hy thấy Lý Hán tới đây chứ, qua đến giúp đỡ đây, triển khai khăn trải bàn bày ra đĩa, điểm tâm, chén cà phê. Hàng Hy mẫn đuổi theo oa oa đại chạy tiểu du du mũi giật giật, bỗng nhiên ngừng lại quay đầu lại nhìn qua Lý Hán bên này, điểm tâm, uống một cái cái mông nhỏ đạp đạp chạy đến Lý Hán bên cạnh, Lý Hán nhéo nhéo du du cái mũi nhỏ. Chú mèo ham ăn. Du du, bắt được rồi. Hàng Hy mẫn cười ha ha, bắt được Du Du, Du Du phình phình miệng nhỏ, Du Du đều không có chạy mất. Hi mẫn, đừng làm rộn, nghỉ ngơi một hồi. Lý Hy không nghĩ Hàng Hy mẫn như thế nào, Hàng Hy mẫn không chú ý Lý Hán lại đây, có chút ngượng ngùng. Hán, ta tới giúp ngươi nắm cà phê. Không sao, được rồi, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Hàng Hy mẫn cười cười bắt lấy Du Du ôm trong lòng ngực, cầm bánh đưa cho Du Du, Du Du ăn một miếng đưa cho hàng hy mẫn. Tỷ tỷ ăn. Du Du thật ngoan, ăn ngon thật. Đúng rồi, buổi trưa muốn ăn chút gì không? Lý Hán một bên uống cà phê, vừa hỏi, ở chung xuống lưỡng tính cách rất tốt, lẫn nhau quen thuộc chút, Lý Hán không khách khí, theo miệng hỏi. Tùy tiện là tốt rồi, Hán. Lý Hy tính cách khá là yêu thích yên tĩnh, Lý tính, khách khí nói ra. Hàng Hy mẫn há miệng, lý hy nhanh chóng khiến cho ánh mắt nếu không như vậy ta mấy ngày trước về nước một chuyến từ trong nhà dẫn theo chút đặc sản muốn không nếm thử đúng rồi kim hoa chân giò hung khói thật sự quá tốt rồi ta đều hơn nửa năm chưa có trở về nước đặc biệt nhớ ăn quê hương món ăn đừng nói hàng hi mẫn lý hy nghe được chân giò hung khói ánh mắt sáng lên vậy thì tốt chúng ta buổi trưa ăn cơm tàu du du giúp ba ba mài đậu phụ có được hay không Ừm, Du Du hội mài đậu phụ nha. Du Du cao hứng ngẩng lên đầu nhỏ, không quên nói cho tỷ tỷ, Du Du làm có thể làm ra. Thật sự, Du Du thật là lợi hại. Du Du kiêu ngạo nhô lên ngực nhỏ, khoa tay tay nhỏ hướng về tỷ tỷ giới thiệu Du Du làm sao cọ sát lấy đậu phụ. Lý Hy cùng hàng hy mẫn không nghĩ tới đậu phụ dĩ nhiên là thủ động tiểu cối xây. Hai người có chút trục trà trục trịch, Du Du rất là giảng nghĩa khí thuyết giáo tỷ tỷ mài đậu phụ, điểm tâm mới vừa ăn xong, hàng hy mẫn lôi kéo du du về lầu nhỏ, hạt đậu ngày hôm qua ngâm được, du du bưng chậu gỗ nhỏ đi tới bên cạnh cái ao, cọ rửa một cái, dùng hàng rào ông lên đến, hừ hừ chuyển ra tiểu cối xây. Lý Hán đến giúp đỡ du du còn không làm đây này. Ba ba, khô nờ dê chấm ca hát ông nên, du du chính mình làm. Được được được, tiểu quỷ đầu, ba ba không làm. Du du cao hứng, để tốt tiểu thạch mài kéo qua chậu gỗ nhỏ, muỗng nhỏ tự lấy đậu tương đặt ở ổ trong ổ, dùng sức lay động tay đem, màu trắng sữa đậu nành chảy tới trong chậu gỗ lớn, hàng hy mẫn oa một tiếng lớn tiếng nói, du du thật là lợi hại. Hàng hy mẫn cảm thấy làm thần kỳ, du du kiêu ngạo dơ dơ lên đầu nhỏ. Ba ba, ba ba, tỷ tỷ lại khoa trương du du rồi. Nhà đầu này, một điểm không trải qua khoa trương. Lý Hán cười nói, trên mặt có điểm kiêu ngạo, nhà khác tiểu hài có mấy cái lợi hại như vậy, ngoan ngoãn. Hàng Hy Mẫn cùng Lý Hy hai cái đi theo du du học mài đậu phụ, Lý Hán từ trong không gian cầm một con thượng đẳng kim hoa đại hỏa chân, mảnh khối tiếp theo, cắt thành da mỏng, lạp xưởng dự định làm vừa đến mật ngọt hỏa phương, Lý Hy quê nhà tự hồ gian chiếc một vùng, quê hương đặc sắc món ăn, một điểm sẽ thích. Cắt gọn ở trong nước ngâm một cái, Lý Hán nhất theo thùng nước cùng túi lưới, dự định đi trong bể nước làm chút cá tôm. Hàng Hy Mẫn nghe nói đi bể nước bắt cá, hứng thú rất tốt ồn ào đi giúp lý hán chọc lý hiên nguyết một cái hi mẫn ngươi đều chưa từng thấy mấy lần bể nước nơi nào sẽ bắt cá a à? không sao bể nước dưới lòng sắt kéo lên là được trong bể nước nuôi thả một ít quốc nội mang đến cá tôm cá trích cỏ tôm một hồi nếm thử có thật không ta khi còn bé thích ăn nhất cá trích nhưng là nước mỹ bên này đều không có mỗi ngày hải ngư không có cá nước ngọt ăn ngon Lý Hy thấy hàng hi mẫn một mặt hưng phấn, cười khổ lắc lắc đầu, nha đầu này. Chờ một chút, ta đi xe kỵ lại đây. Lý Hán túi lưới cùng thùng nước nhỏ đưa cho hàng hi mẫn, đi ga ra đẩy ra bốn vòng xe gắn máy. Lên xe, Lý Hy, Du Du ngươi giúp đỡ chiếu cố một chút. Không thành vấn đề, Du Du thật biết điều. Ừm, Du Du làm đậu phụ. Du Du dơ dơ tay nhỏ, Du Du có Lý Hy chăm nom, Lý Hán rất yên tâm cưỡi bốn vòng xe gắn máy hàng hi mẫn ngồi tại ghế sau nhấc theo thùng nước cùng túi lưới tiểu mễ lị đuổi theo xe gắn máy thình thịch dọc theo đường nhỏ đi tới bể nước rất tốt xe gắn máy lý hán mang theo hàng hi mẫn đi tới ven hồ nước tiểu bến tàu nơi này thật có ý tứ a à. tiểu bên bến tàu thường xây xong cỏ tranh đình anh rể cùng lão ba lý hán ba cái bận việc hai ngày chuẩn bị cho tốt bình thường câu câu cá uống chút trà rất tốt nếu không ngồi một chút phía trước trong bụi rậm còn có ổ tiểu hồ ly, muốn không nhìn tới một cái. Tiểu hồ ly. Hàng hy mẫn há miệng, chỉ vào cách đó không xa nhàn nhã lắc lư con gà con cùng con việc. Hồ ly không phải ăn con gà con đấy sao? Kỳ thực này là nhân loại hiểu lầm hồ ly, hồ ly càng yêu thích ăn cá tôm, con chuột loại hình, trừ phi cực đói mới sẽ ăn con gà con cùng con việc. Như vậy a, à, đây không phải là trong bể nước cá đều cho hồ ly trộm ăn hết sao? Hàng Hy Mẫn đi theo Lý Hán, đi tới một chỗ lùm cây, Lý Hán chỉ chỉ hốc cây, quả nhiên mấy con tiểu hồ ly len lén liếc bên ngoài. Thật đáng yêu a. À. Lý Hán cười lắc lắc đầu, vừa mới còn nói hồ ly ăn vụng cá đây, này sẽ còn nói đáng yêu. Là thật đáng yêu, nhà ta tiểu du du bình thường thích nhất lén lúc chạy tới này tiểu ngư. Thật sự, du du thật đáng yêu. Lý Hy cùng hàng hy mẫn không tới gần quá, rất sợ kinh hãi vài con tiểu gia hỏa, trở về bến tàu, Lý Hán tới tiểu dưới bến tàu không xa dốc thoải, lôi ra lồng sắt, bên trong tiểu cá tráng cùng có tôm, cá trích, khá hơn một chút. Hàng Hy mẫn đứng ở bên cạnh, hô to gọi nhỏ, sướng đến phát rồ rồi. Hán, nhanh kéo lên, qua, tôm hùng nhỏ chạy mất. Không sao, bên trong còn nhiều nữa, thùng nước giúp ta lấy tới. Lý Hán cười cười, nói ra. Được, cho ngươi thùng nước, thật nhiều cá. Hàng hy mẫn đạp đạp chạy đến tiểu trong đình cầm thùng nước chạy về đến, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Đây là hàng hy mẫn lần thứ nhất bắt cá, mặc dù là trong lòng, Lý Hán mở ra lòng sắt, có chút tiếc núi nói ra. Hôm nay vận khí không tốt lắm, không có nắm bắt đến mọi người hỏa. Không sao, những này đã rất nhiều, thật sự, có cá trích a. À. Hàng hy mẫn nắm bắt một cái tiểu cá trích, cười khanh khách, cực kỳ cao hứng. Đương nhiên, hoàng nha tử, miếng thịt, còn có đầu vểnh lên miệng cá, buổi trưa ta cho các ngươi làm cái tiểu cá tráng bánh bao hấp ăn. Tiểu đinh chút ít cá ném cho con việc nhỏ, ngón tay đại giữ lại, một hồi làm tôm cá nhảy nhép bánh bao hấp, cỏ tôm không ít, ngón tay lớn, hàng hy mẫn nhặt cất vào tấm lưới túi, khá lắm, thật không ít, đủ một bát rồi. Thu thập xong trong lòng cá tôm, Lý Hán ngẩng đầu nhìn hàng hy mẫn một mắt, cười ha ha. Làm sao vậy? Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Hàng Hy mẫn hừ một tiếng không để ý tới Lý Hán, vội vàng nhặt nhảy về phía trước cỏ tôm, tôm hùng nàng cũng không dám chạm, Lý Hán cười là Hàng Hy mẫn trên mặt hai đạo bùn đen vết tích, đoán chừng không chú ý lau mồ hôi lưu lại. Con cuối cùng tôm hùng bắt lấy phóng tới cái thùng bên trong, một lòng tử thật không ít, to to nhỏ nhỏ cá tôm gặp lại ba bốn cân, thắng lợi trở về, trở về lầu nhỏ, Hàng Hy mẫn một mặt đắc sắc hướng về Lý Hy khoe khoang chính mình bắt cá nắm tôm công lao. Lý Hy che miệng nhẫn nhìn một hồi lâu, rốt cuộc không nhịn được chỉ vào hàng hy mẫn, chỉ vào hàng hy mẫn cười ha ha. Hàng hy mẫn sửng sốt một chút, chạy đến bên cạnh cái ao chiếu một cái, phun bùm mặt, trợn nhìn bên cạnh cười trộm Lý Hán. Hán, ngươi làm sao như vậy a? À? Kỳ thực thật đẹp mắt. Lý Hán a à a à cười cười, Lý Hy thẳng lắc đầu, Lý Hán cùng hàng hy mẫn hai cái nháo lên cũng giống như đứa bé tự như, còn không bằng du du hiểu chuyện đây này quay đầu lại nhìn xem du du, tiểu gia hỏa chính cầm tiểu kiềm sắt, kèn kẹt cắt tôm hùng gọng kiềm lớn đây, thầm thì trong miệng. Xấu tôm tôm, kẹp du du, hư. Lần trước du du được tôm hùng kẹp đổ máu, hoa hoa khóc lớn, tiểu nha đầu thù dai rồi, Lý Hán cười lần trước việc nói chuyện, Lý Hy cùng hàng hy mẫn mặt mặt nhìn nhau, ha cười ha ha. Du du thật có ý tứ. Chương trình ủng hộ thương hiệu việc của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 84 Quê hương mùi vị dưới Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 84 Quê hương mùi vị dưới, hi, mau giúp ta một cái, nồng nóng. Hàng hi mẫn oa oa kêu to, không nghĩ tới thịt bò đậu phụ canh như thế nóng, Lý Hi vội vàng tiếp nhận chén canh, nhìn nóng nhảy cà tưng nắm bắt lỗ tai hàng hi mẫn, Lý Hi thật cầm nạn không có biện pháp nào nhanh đi dùng nước lạnh băng một cái. Ừ, không có chuyện gì, Hi, hắn làm món ăn thật là thơm, ngươi nghe. Hàng Hi Mẫn thổi thổi ngón tay, Lý Hi tức giận trắng mặt nhìn một mắt Hàng Hi Mẫn. Còn nghĩ đến ăn đây, nhanh lên một chút đi thôi, thực sự là bắt ngươi không có cách nào. Hàng Hi Mẫn được Lý Hi đẩy đi nước lạnh dưới băng ngón tay, nhà bếp bên này, Lý Hán đang tại làm tôm cá nhảy nhép bánh bao hấp, lẫn lộn chút bột ngô, từng cái nồi nhỏ thiếp vàng hoàng kim vàng, thơm ngát, lại có thêm hiện ra ván dầu nồng nặc hương vị canh cá, thực sự là tuyệt phối, tiểu du du vây quanh xoay chuyển tầm vài vòng rồi, nằm nhòi tại trù trên đài thiếu chân, mấy lần lôi kéo ba ba. Ba ba, thơm quá nha, du du đều đói. Lý Hán vui lên, nhéo nhéo du du cái mũi nhỏ. Các tỷ tỷ là khách nhân, du du không thể ăn vụng nha, không phải vậy không lễ phép. Nha, du du ngoan ngoãn. Lý Hán cười du du ôm đặt ở trù trên đài, ngắt khối bánh bao hấp, chấm lấy canh cá đưa cho tiểu gia hỏa, du du vui sướng cười toe toét miệng nhỏ, mỹ mỹ ăn, không cho tỷ tỷ nhìn thấy. Lý Hán cầm qua kiêu căng, một tay bao bọc khăn mặt toàn bộ tiểu nồi sắc bưng để lên. Tề hoạt rồi, ăn cơm rồi. Hương cây cỏ tôm, mật ngọt hỏa phương, cà chua tôm bóng, thịt bò bắp ngô đậu phụ canh, một nồi sắc tôm cá nhải nhép súp lại có thêm một bồn nhỏ tử khô vàng hương giòn bắp ngô bánh bao hấp hàng hi mẫn hoang hô một tiếng lý hy rất không hảo ý một bàn điển hình cơm tàu quốc nội mang đến đồ gia vị sắc hương vị đầy đủ lý hy ăn một miếng mật ngọt hỏa phương khoa tay ngón tay cái hán thật là lợi hại đây là ta ăn qua ăn ngon nhất mật ngọt hỏa phương ăn quá ngon rồi đúng vậy a à, đúng vậy a à. hán ngươi thật là lợi hại nhất định phải dạy dỗ ta tại sao có thể làm ra ăn ngon như vậy đây này hàng hi mẫn vừa giúp du du mang theo tôm bóng một bên tán dương phình phình miệng nói chuyện đều có điểm tiếng ô ô du du tiểu đôi đũ kẹp không được tôm bóng chu cái miệng nhỏ nhắn thích ăn ăn nhiều một chút bình thường chỉ ta cùng du du hai người đơn giản ăn chút khó được hôm nay cao hứng nếu không đến chút bia chính ta nhưỡng mùi vị tốt cũng không tệ lắm lý hán cười nói du du cũng muốn uống bia ba ba cùng power thúc thúc đều thích uống, nhất định uống rất ngon, Lý Hán nhéo nhéo du du cái mũi nhỏ. Tiểu hài tử cũng không thể uống bia, không nên cảnh sát thúc thúc muốn bắt ba ba. Nhà, du du không uống. Du du ngoan ngoãn nói ra. Thật ngoan. Lý Hán hỏi thăm, không nghĩ tới hàng hy mẫn cùng Lý Hy tử lượng rất tốt, một bên uống bia, một bên nói chuyện phím, một bữa cơm xuống ba người tùy ý hơn nhiều. Bác đũa hàng hy mẫn cùng lý hy thu thập nói là không thể giúp làm cơm phải giúp rửa chén đũa hai người bình thường cũng làm cơm chỉ là đơn giản chút nước mỹ ở bên ngoài ăn quá mắc hai cô gái kết nhóm làm cơm có thể tiết kiệm dưới không ít tiền đây này du du đi theo hỗ trợ lý hán được hàng hy mẫn đặt tại sofa uống trà nghỉ ngơi hết cách rồi uống chén trà nhìn trong phòng bếp hai lớn một nhỏ vội vàng rửa chén đũa hoặc bác hàng hy mẫn cùng du du hai cái rửa chén làm ra rất nhiều ngâm ngâm, chơi đùa, Lý Hy có chút bất đắc dĩ thực sự là chưa trưởng thành hài tử. Lý Hán dựa vào sofa, cười uống trà, hít mắt, tiểu du du hôm nay rất vui vẻ. Nha! Nghĩ du du mụ mụ việc thất thần Lý Hán dở khóc dở cười, bắt lấy đầy tay ngâm ngâm du du, vỗ xuống cái mông nhỏ. Bướng bỉnh quỷ! Lý Hán mũi cho du du lau một cái ngâm ngâm, Du Du cười khanh khách tại Lý Hán trong lòng ngực lăn lộn, hàng hy mẫn bưng cười trộm, Lý Hy thẳng lắc đầu, thực sự là cầm nàng hết cách rồi, tắm xong bát đũa, tiêu độc để tốt, Lý Hy nấu một bình hồng trà, Lý Hy cùng hàng hy mẫn mang đến lễ vật, mùi vị rất tốt, Du Du lễ vật là một bộ quần áo xinh đẹp cùng baby món đồ chơi, Du Du bảo bối đạp đạp chạy về phòng nhỏ đang ổ chăn bên trong đắp kín mền, vỗ vỗ để tốt, tiểu bảo bảo ngủ. Mùi vị rất tốt, cảm ơn các ngươi. Lý Hán tiếp nhận Lý Hy đưa cho chén trà, hồng trà rất tốt, màu sắc, mùi vị đều rất tốt. Hy, xem đi, ta nói Hán sẽ thích. Hàng Hy Mẫn có chút đắc ý, hồng trà gói quà là Hàng Hy Mẫn tuyển, còn có một bộ trà cụ. Buổi trưa nghỉ ngơi một hồi, buổi chiều mở ra máy kéo đi tới giót giờ nông trường, vừa đến nông trường, Hàng Hy Mẫn cùng Lý Hy đã bị cưỡi ngựa đuổi ngư vung vẫy dây thừng đi na hấp dẫn. Cực giỏi! Nữ cao bồi, quá đẹp trai xuất sắc, hai cô gái đầy mắt tinh, đặc biệt là làm Dina gọn gàng nhanh chóng chụp lại một đầu ngé con, hàng hy mẫn cùng Lý Hy con mắt hoàn toàn liều lĩnh hồng tâm sùng bái. Hảo lợi hại. Hai người đừng nói bộ ngé con, nhìn thấy ngé con tới gần đều sợ đến oa oa gọi. Lý Hán không có đi qua quấy rầy Dina công tác, xa xa dừng lại máy kéo, hàng hy mẫn đối đại máy kéo hết sức cảm thấy hứng thú. Nói chung cư tình yêu cùng phim máy kéo đại thúc đặc biệt đáng yêu, Lý Hán vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Lý Hy giải thích là quốc nội một cái ái tình mảnh hài kịch. Lý Hán nói có gia hỏa tìm tới xem một chút, học một ít bên trong máy kéo đại thúc đây, Lý Hy cùng hàng hy mẫn vui cười cười khanh khách. Đàn trâu chạy tới đặt trước đồng cỏ, đi na trở về rừng cây bên này. Này, Hán, các ngươi khỏe. Người tốt khóc. Hàng hy mẫn đầy mắt ngôi sao sùng bái nhìn qua Dina. Cảm tạ, muốn học cưỡi ngửi sao? Dina rất vui vẻ. Ta sao? Có thể không? Đương nhiên, làm dễ dàng, đến A, à, chúng ta trước tiên có thể thử xem. Dina cười nói. Hàng hy mẫn nóng lòng muốn thử, quay đầu lại nhìn Lý Hán. Thử xem, nông trường ngựa đều thật ôn hòa, hơn nữa Dina rất lợi hại. Lý Hy, người muốn đồng thời, tới nông trường không cưỡi ngựa rất tiếc nuối. Dina dắt hai con ngựa trở về căn phòng bên trong cầm hai bộ cái đệm cùng yên ngựa. Dina dạy học đơn giản trực tiếp, hàng hy mẫn cùng Lý Hy sợ đến oa oa kêu to, may là hoa ngựa huấn luyện không sai, Lý Hán tại bên cạnh nhìn kinh tâm động phách, cũng may hữu kinh vô hiểm. Hán, thế nào? Như không giống nữ cao bồi. Không bao lâu, hàng hy mẫn cưỡi ngựa nhi chậm rãi đi tới Lý Hán trước mặt, loanh quanh một vòng, đắc sắc ngưỡng cái đầu, khoe khoang nói ra. Như, Đích Cao Bồi. Đích Cao Bồi là ai à? Hàng Hy mẫn một đường nghi hoặc, quay đầu lại hỏi Lý Hy. Lý Hy vừa nghe không nhìn được cười ha ha, Hàng Hy mẫn càng thêm nghi ngờ. Lý Hy cười nói chuyện, Hàng Hy mẫn hừ một tiếng, quay đầu ngựa lại, không để ý tới Lý Hán. Lý Hy, rất bất ngờ, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên biết Đích Cao Bồi. Lý Hán cười nói. Thỉnh thoảng nghe đã nói, Hán, cưỡi ngựa thật có ý tứ đương nhiên, ngươi sẽ thích nó. Lý Hán cười nói. Một buổi trưa đều tại đồng cỏ ở lại, hai cô gái chơi rất vui vẻ, cưỡi ngựa học khai tha lạp ki, giúp đỡ đi na chen sữa bò, này dê con, quét tước chung bò cùng bãi nhốt cừu, vận chuyển thức ăn gia súc. Kem cùng hao tân mở ra đại máy kéo lôi kéo đánh bó tốt cỏ khô trở về, hàng hy mẫn cùng Lý Hy, theo Lý Hán trở về nông dân cá thể tràng. Trở lại, một đường chíp chíp trách trách nói xong buổi chiều việc sẽ tới lầu nhỏ, du du tỉnh rồi, cưỡi tiểu bạch cùng bạch lan chơi cưỡi ngựa trò chơi đây, thấy ba ba cùng tỷ tỷ trở về, cưỡi ngé con đón chạy tới. Ngày thứ hai hàng hy mẫn cùng Lý Hy chơi một ngày, chen sữa bò, chèo thuyền, câu cá, hái rau dưa, giúp du du bán món ăn, trồng rau, cưỡi ngựa, đuổi ngưu, mở ra mấy kéo cây ruộng, thịt nướng, đùi nhưng là cao hứng. Đặc biệt là hàng hy mẫn dĩ nhiên thích bắn bia, Lý Hán súng lục cùng súng săn đều chơi một lần, lý hy sợ đến mặt mũi trắng bệch lý hán nói xong không có chuyện gì đi trấn nhỏ đi dạo một chút vội vàng cuối tuần trung tâm quảng trường âm nhạc biểu diễn nông thôn ban nhạc bầu không khí rất tốt buổi trưa tại trấn nhỏ ăn thức ăn nhanh mua sắm kỷ niệm nhỏ phẩm xương trâu lọc cốt sừng trâu loại hình tiểu điêu khắc cùng vật trang sức nón cao bồi cùng quần dinh lý hy cùng hàng hy mẫn chọn vài món đồ chơi nhỏ cực kỳ tốt chơi hàng hy mẫn nói xong mang về cho bạn học Ngày thứ ba Lý Hán đưa hai người trở lại, hai người rất không thôi, đùa rất vui vẻ, đưa đi hàng hy mẫn cùng Lý Hy. Nông trường khôi phục lại yên lặng, mở ra mảnh nhỏ vườn rau gieo trồng không gian hối đoái hạt giống, Lý Hán cân nhắc hàng hy mẫn cùng Lý Hy lời nói, nông trường Lữ Du khai phát việc. Lý Hán nông trường bây giờ dựa vào dê bò nuôi trồng, lợi nhuận chu kỳ thật dài, tuy nói bắt đầu rất tốt, chỉ là dê bò giá cả, một mực phải bị phố oan ảnh hưởng, không bằng du lịch một vốn bốn lời chỉ là nông trường cơ sở thiết bị không phải quá tốt làm lữ du khai phát không có bao nhiêu đặc sắc lý hy đề nghị lý hán làm trong đó quốc chi gia tiếp đón trung quốc du học sinh phải biết những năm gần đây trung quốc du học nhân số hàng năm đều đang gia tăng ngoài trường nông trường du lịch hạng mục chú trọng trung quốc nguyên tố lý hán nghĩ như vậy có thể thử xem kiến thiết mấy cái trung quốc thức cỏ tranh đình lầu nhỏ gieo trồng gậy trúc trung quốc nguyên tố nhiều hơn chút Nguyên liệu nấu ăn có thể dùng nguyên tư nguyên vị Trung Quốc mùi vị, tốt nhất đặc sắc thức ăn, nhà khác không có món ăn. Lý Hán trong lòng cân nhắc có thể thử xem, điện thoại vang lên, Power đánh tới, nói là Crick thú liệp tràn ngày mai mở ra, ước Lý Hán đi săn thú. Được rồi, cần chuẩn bị chút gì sao? Ngựa cùng chó săn, súng săn, nghe nói có hơn 10 đầu giả trư, Hán, hắc, rất kích thích. Không thành vấn đề, giả trư được rồi, có thể đánh mấy lần thỏ rừng cũng không tệ. Hai ngày nay bồi tiếp Lý Hi hai người, quên cờ rít thú liệp tràn chuyện rồi, ngựa tốt tìm, tiểu hồng táo cũng không tệ, chó săn, Lý Hán có chút vào đầu, quay đầu lại đi trong không gian nhìn xem, không được dựa vào du du bạch lan gầm cái máy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 85 Cao cấp tiểu thợ săn bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com chương 85 cao cấp tiểu thợ săn nông trường phòng nhỏ du du trang mang chỉnh tề chạy đến lý hán trước mặt đẹp đẽ xoay chuyển quyển quyển màu đen nhung tia thuật cưỡi ngựa mũ một thân hắc bạch phối hợp thuật cưỡi ngựa trang trưởng thuật cưỡi ngựa giày chuyên nghiệp cấp thuật cưỡi ngựa găng tay ngựa con cây roi ba ba du du mặc xong nha du du thật xinh đẹp lý hán nhéo nhéo du du thịt thịt khuôn mặt nhỏ chọc tiểu gia hỏa mân mê miệng nhỏ du du đều là tiểu kỵ sĩ ba ba còn tưởng là du du tiểu hài tử không để ý tới ba ba du du đạp đạp chạy về phòng nhỏ lôi ra bọc lớn bao cung cùng tên nỏ một bộ đầy đủ tiểu thợ săn trang bị món đồ chơi hình mở ra bao bao sắp xếp gọn lý hán nhắc nhở không nên quên ngực to bình cùng núm vú cao su nước tiểu không ẩm ướt du du ừ điểm đầu nhỏ du du đều sắp xếp gọn rồi cha và con gái chuẩn bị kỹ càng đi ra phòng ngủ, trong phòng khách Power cùng Cadillac, một bên uống bia một bên nói chuyện phím, thẳng đến Lý Hán nắm tiểu du du đi ra. Ha, Hán, ngươi thật dự định mang theo Pandora đi qua, Pandora thật khóc. Lý Hán gật gật đầu, du du cuốn lấy một buổi tối, lại nói du du một cái ở nhà, chính mình không yên lòng đây này. Trang viên bốn phía đi dạo không liên quan, chuẩn bị xong, chúng ta đi thôi. Ha, Thượng Đế phù hộ săn được một đầu to mộng linh dương, hãng, đồ gia vị chuẩn bị xong, ta nhưng là chuẩn bị bia nha. Thao ở vỗ vỗ chính mình đánh ba lô, bên trong chứa đầy bia. Đương nhiên, thịt nướng không phải ít, hắc, ca đi lắc, lần này nhờ vào ngươi. Lý Hán cười nói, ca đi lắc thương pháp không sai. Không thành vấn đề được, lai lịch giả trư thế nào? Không, giả trư mùi vị quá kém, ta nghĩ lai lịch dê rừng hoặc là hưu sừng đỏ một đường nói dẫn đi tới crick trang viên đưa lên thư mời nên tiếp công nhân viên một đường quái dị đánh giá lý hán đoàn người không có chó săn còn mang theo ba tuổi em bé đây chẳng lẽ là cắm trại nha khẽ lắc đầu tiếp tục tiếp đón khách nhân crick trang viên săn bắn tiệc rượu tại sườn núi cử hành lý hán cùng cadillac power du du đến không mấy phút rượu sẽ bắt đầu rồi xa xa nhìn tới ngoài trang viên mấy dặm trên sườn núi đông đảo nông trường chủ cùng dòng họ crick thành viên khách nhân hơn trăm người, dưới sườn núi, phụ trách nắm chó săn người hầu càng nhiều, đến không xuể ngựa, chó sủ ngựa hí, tới tới lui lui nông dân cá thể phu xe, vội vàng chuẩn bị trang viên công nhân. Tham gia tiệc rượu phần lớn là phần lớn là ăn mặc một thân cao bồi, mang nón cao bồi, như không phải nơi xa các loại tuấn tú danh mã cùng bốn phía nắm chó săn tùy tùng, dù là ai đều cảm thấy đây bất quá là người bình thường. Lý Hán cùng Power, Cadillac, một bên uống bia, một bên đánh giá nơi xa núi rừng săn bắn địa sẽ ở đó bên cạnh tiểu du du bưng mâm lớn nỗ lực ăn điểm tâm miệng nhỏ bốn phía tất cả đều là bơ không có chút nào lưu ý tiệc rượu có chút tùy ý lý hán mấy người cùng nhận thức bằng hữu tán gẫu uống rượu rất phải không sai tên to sát mặt cao bồi cùng lý hán mấy người không có bao nhiêu khác biệt giá tiền đoán chừng mấy chục đô la mỹ không có mấy người khoe của tâm tư cao cấp nhất du du một thân thuật cưỡi ngựa trang đáng yêu hắc mã thuật trang phần độc nhất Khoảng 9 giờ rưỡi, Crick cùng một đám lão ngư tử lên đài mở màn. power đụng một cái Lý Hán, chỉ vào cách đó không xa Crick bên người hơn 10 người nói ra. Hán, xem, bên kia mấy vị, nhưng là dòng họ Crick thành viên trọng yếu giá trị bản thân quá trăm triệu, còn có mấy vị người Hoa có thể là dòng họ Crick hợp tác đồng bọn, có cần tới hay không chào hỏi. Lý Hán sửng sốt một chút, vừa mới có chút thất thần, du du lần trước nói xong mụ mụ việc. Lý Hán một mực ghi ở trong lòng không quá lưu ý. Nha, có cơ hội đi. Power, Ronan thúc thúc không có tham gia sao? Ha, Hán, ngươi quên đây là nơi nào nha? Crick trang viên thú liệp tràng. Power nói chuyện, Lý Hán vỗ vỗ cái trán, chẳng trách săn bắn có chút cổ đại hoàng gia săn bắn như vậy, đi đầu khảo sát. Crick trang viên có cỡ nhỏ phi trường, ngừng lại mấy chục chiếc máy bay trực thăng cùng một chiếc máy bay tư nhân hơn nửa lúc trước dùng máy bay trực thăng khảo sát qua toàn bộ khu săn thú. Chẳng trách tới tham gia phần lớn là người trẻ tuổi, lão ngưu tử đối với mấy cái này xem thường, mùa thu săn bắn mới thật sự là cao bồi tham gia. Lý Hán được thông qua náo nhiệt, tiệc rượu kết thúc, Lý Hán một tay nắm tiểu du du, một tay lôi kéo dây cương, du du bên người theo sát đại bạch cùng tiểu bạch, bạch lan. Cadillac cùng Power không có mang chó săn, nông trường ít có người chăn nuôi quý báu chó săn, quá xa xỉ lý hán đoàn người bình thường chỉ có du du một thân thuật cưỡi ngựa trang thập phần bắt mắt bạch lan con này tên to xác ngược lại là một đường hấp dẫn không ít cừu hận giá trị não động đến là một đường chó săn cùng phệ lý hán có chút hối hận mang theo bạch lan lại đây này không bạch lan cùng bốn con vô gô khuyển giằng co hấp dẫn không ít người ánh mắt to lớn bạch lan vẫn là rất hấp dẫn nhãn cầu gầm nhẹ nhe răng nhếch miệng hung tướng lộ ra ngoài mà hung ác mà xưng Yogo khuyển cũng không chịu yếu thế. Theo Yogo khuyển, không ngừng tăng nhanh, Bạch Lan hơi lùi về sau, sáu cái, tám cái, càng ngày càng nhiều, Lý Hán có chút lo lắng, Yogo khuyển nhưng là tốt nhất chó săn, Bạch Lan tuy nói là Lan vương cấp, mà dù sao quả không kẻ địch, Lý Hán vỗ vỗ Bạch Lan, tay sờ bên hông, súng lục chứa đầy đạn, đối diện mấy cái lão ngư tử hơi dừng lại một chút, từng người gọi về từng người chó săn mấy người đi tới thời điểm liếc mắt một cái Bạch Lan, ánh mắt lóe lên một tia khó mà tin nổi. Bạch Lan cùng Yogo khuyển dặn co, chỉ là một chút xíu ngoại ý muốn, nhưng là Bạch Lan vẫy một cái bốn, Yogo còn mơ hồ có chút kinh hãi, chẳng trách mấy cái lão ngưu tử không có ngăn, Bạch Lan hình thể to lớn, nhưng Yogo khuyển xưa nay không sợ ai, hắc hùng, sư tử cũng chưa từng kinh hãi, nhưng sáu cái Yogo, dĩ nhiên không có dọa lui Bạch Lan, thẳng đến vượt qua tám cái, Bạch Lan hơi lùi về sau, chẳng trách mấy cái phú ông hơi kinh ngạc rồi. Power cùng Cadillac không náo rõ ràng. Chuyện gì xảy ra, Lý Hán đã nắm Du Du, đi tới đội ngũ gốc, Lý Hán ông lấy Du Du đặt ở đại bạch trên người. Tiểu bạch trên lưng chở đi bao bao, Du Du chớp mắt to, tò mò đánh giá thằng hề thằng hề cẩu cẩu, vừa mới nếu không phải ba ba ngăn, Du Du nói không chắc muốn mạnh mẽ gõ gõ thằng hề cẩu cẩu, dọa Du Du, xấu cẩu cẩu. Tiểu gia hỏa chu cái miệng nhỏ nhắn, Lý Hán xoay người lên ngựa, tới chuẩn bị, súng trường, tên nỏ, mang theo, trên đùi cột dao găm, rút ra dơ dơ, rất thuận tay, du du học ba ba, cung cùng tiểu cung nỏ bối tốt, dày bên trong thanh đao con rút ra, trong túi đeo lưng lấy ra iPhone, cắt iPhone ăn. Power cùng Cadillac được du du chọc cười, vốn đang cho rằng tiểu gia hỏa đùa nghịch xoái đây, chú mèo ham ăn. Ồ, dòng họ Chris thực sự là thần thông quảng đại A nơi xa một loạt người anh, điên thợ săn, xem bộ dáng là tới tham gia săn bắn hoạt động. Không thể không nói người anh, điên vẫn là làm thần bí, chỉ ít Lý Hán không làm sao gặp mấy lần. Thao cùng Cadillac khẽ gật đầu, dòng họ Chris quả nhiên rơi xuống tiền vốn, chỉ là khiến người ta không nghĩ tới mấy cái người anh, điên đi tới Lý Hán cùng Du Du trước mặt, chỉ vào Du Du, nói nhỏ nói hồi lâu. Du Du mân mê miệng nhỏ, vỏ táo đều cắt đứt. Lý Hán vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bên cạnh Cadillac cùng Power hai người có chút náo không hiểu, Chris cả đám thật tò mò, đặc biệt là Chris bên người mấy vị người Hoa đánh giá Lý Hán. Chris, ta nghĩ mấy vị này hù đến con gái của ta, có thể mời bọn họ rời đi sao? Du Du lần thứ nhất thấy đến kỳ dị ăn mặc người anh, điên, có chút sợ sệt, tránh né, Lý Hán vỗ vỗ tiểu hồng táo, tung người xuống ngựa ngăn Du Du trước người, Power cùng Cadillac tùy cơ xuống ngựa đứng ở Lý Hán bên người, để tay tại bên hông súng lục thượng một mặt không tán hy vọng trước mắt mấy cái Indian thợ săn. Xin chào, tiên sinh, chúng ta không có ác ý. Trẻ tuổi người Anh, điên, tiến lên nói ra, cờ đám người kỳ quái. Tuổi trẻ người Anh, điên chỉ vào du du cưỡi đại bạch, nói ra. May mắn thần ở trên, chúng ta sẽ không làm thương tổn đứa bé này. Lý Hán hơi dừng lại một chút, may mắn thần, du du, không đúng, bạch ngưu. Ngươi nói may mắn thần là con này trắng trâu hoang sao? Trắng trâu hoang. Lý Hán nói chuyện, cơ đám người sửng sốt, trắng trâu hoang ra đời xác suất nhưng là một phần ngàn vạn, còn chân chính trưởng thành, hầu như có thể nói không có, mà người anh điên một mực đem màu trắng trâu hoang xem là thần may mắn, chẳng trách. Lý Hán hiểu rõ sự tình lý do, thở phào nhẹ nhõm, người anh điên quá mức thần bí, Lý Hán không muốn cùng những người này gặp gỡ quá nhiều lão niên người anh, điên tự hồ nói rồi chút gì, tuổi trẻ người anh, điên gật gật đầu. Tiên sinh, chúng ta nguyện ý xuất 100.000 USD mời về thần may mắn. 100.000 USD Lý Hán dừng lại, phải biết người Mỹ nói xong thu không ít người, nhưng tiền dư hơn nữa có hai nhân viên làm theo tháng không sai, 100.000 USD không phải là tiểu bút tiểu thuyết, chỉ vì mua sắm một đầu trâu hoang. Power cùng Cadillac có chút ước ao Lý Hán, con này Bạch Ngưu, trên đường nhặt, Power cùng Cadillac đều biết, đây không phải không công nhặt được 100.000 USD. Du Du không nên, Du Du Đại Bạch, ba ba, Đại Bạch thật biết điều. Du Du không làm nữa, Đại Bạch đều thật biết điều, còn có Tiểu Bạch, Lý Hán thấy Du Du không muốn, khẽ lắc đầu một cái. Thực sự là thật không tiện, con này Ngưu không thuộc về ta. Lý Hán ý tứ rất rõ ràng, Du Du không muốn bán, Lý Hán sẽ không cưỡng cầu vài tên người anh điên đối với đại bạch khẽ gật đầu lão liệp người gỡ xuống cái cổ mang theo vật trang sức treo ở du du trên cổ du du hiếu kỳ thưởng thức thật nhiều tảng đá nha tuổi trẻ indian thợ săn lưu lại điện thoại đoàn người mới rời khỏi rồi crick có chút ngoài ý muốn liếc mắt nhìn lý hán crick vị này chính là crick bên người vài tên người hoa liếc lý hán một mắt hỏi crick giới thiệu một chút lý hán mấy người khẽ gật đầu trong đó người trẻ tuổi đi tới Lý Hán trước mặt, đưa tay ra. Xin chào, ta là Lưu Minh, người Trung Quốc, có thời gian tâm sự. Lý Hán, người Trung Quốc, đương nhiên không thành vấn đề, có cơ hội đến nông trường, ta chiêu đãi. Lý Hán gật đầu cười, người trước mắt, cho người cảm giác cũng không tệ lắm, đặc biệt là đều là người Trung Quốc. Lưu Minh gật gật đầu, theo cơ rít trời đi, Lý Hán bên này nho nhỏ bất ngờ, cũng không cắt đứt săn bắn, theo thời gian vừa đến. Chạy vội ngựa cùng tranh giành trước sợ sau chó săn, săn bắn bắt đầu. Lý Hán mang theo Du Du đi không vui, Cadillac cùng Power tự hồ không có tâm tư, tranh đoạt. Hán, buổi tối chúng ta phía trước sơn cốc đóng trại đi, nơi đó tương đối an toàn. Lý Hán gật gật đầu, Crick săn bắn trang viên thập phần lớn, sâu vào núi rừng vài chục km. Lý Hán ba người cộng thêm Du Du, đi rồi hơn nửa ngày rồi, tiếp cận núi rừng, bữa trưa tại trên đồng có ăn lý hán từ quốc nội mang đến heo sữa quay mùi vị thập phần không sai đặc biệt là du du ăn cái bụng phình phình miệng béo ngậy còn vỗ ngực nhỏ nói du du muốn tiểu trư buổi tối nướng tiểu trư ăn một đường tiểu gia hỏa tiểu cung ngược lại là rất lợi hại power cadillac lý hán trong một người hai nhãn hiệu càng kỳ uy lực đánh tới cái mông nhảy cà tưng nhưng làm lý hán cùng cadillac vui mừng lý hán vì thế còn đoạt lại du du tiểu cung nỏ quá nguy hiểm ai không muốn cái mông ghim mũi tên a à, cadillac cùng power giơ hai tay tán thành cung cũng còn tốt điểm cung nỏ quá nguy hiểm tiểu gia hỏa vì thế còn không cao hứng đây nó du du rất lợi hại có thể bắn tới tiểu trư đi tới núi rừng lý hán power cadillac tìm khối bằng phẳng khô ráo địa phương xây dựng lều vải rừng cây rất yên tĩnh mới vừa mới vừa quay một vòng ngoại trừ con thỏ nhỏ cùng cây thông không có những khác động vật lý hán yên tâm du du cùng bạch lan lớn nhỏ trắng cùng nhau đùa giỡn. Lều vải vừa mới xây dựng tốt kiêu căng, đuổi theo con thỏ nhỏ Du Du hoang nhanh chạy vào. Ba ba, ba ba, Du Du bắt được tiểu trư, nướng tiểu trư, Du Du đói bụng. Du Du hưng phấn nâng trong tay tiểu trư tử, bao ở cùng Cadillac sửng sốt, Lý Hán có chút há hốc mồm, heo tử nơi nào đến, tiểu trư tử Du Du trong tay hừ hừ, Du Du nước long lanh mắt to lộ ra vui vẻ, miệng nhỏ cộc cộc, Lý Hán đánh giá một cái du du trong tay tiểu trư tử. Hoa văn này, cái này không phải là giả trương nhảy con chứ. Giả trương nhảy con. Power cùng Cadillac sợ hết hồn, tinh tế tới gần hơi đánh giá hừ hừ tiểu trương nhảy con, quả nhiên cố ý hoa văn. Nhanh chóng cầm súng. Lý Hán thật dọa sợ, mang theo giả trương nhảy con lợn mẹ khởi xướng điên có thể so với Mỹ châu sư cùng gấu ngựa còn điên cuồng hơn đây này. Lều vải nơi nào còn đáp đi xuống, nhanh chóng thu thập một chút, ba người bưng súng trường, Du Du xẹp miệng nhỏ, ba ba nói dối, nói cho Du Du nướng tiểu trư ăn, Du Du đều nhặt được tiểu trư rồi, Du Du ngồi ở bên cạnh, phòng lên khuôn mặt nhỏ, heo rừng nhỏ nhảy con hừ hừ Du Du bên chân nhú, to ở cùng lắc cầm kính viễn vọng, bưng súng trường quay một vòng trở về nơi đóng quân, lắc lắc đầu. Hán, bốn phía không có giả trư ấn. Kỳ quái. Lý Hán quay đầu lại nhìn tức giận dùng ngón tay đầu đâm tiểu bụng của heo rừng Du Du, tên tiểu tử này, nơi nào kiếm đến như vậy giả trương nhãi con. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 86 Du Du kiếm tiểu trư Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 86 Du Du kiếm tiểu trư ba người bốn phía nhìn một chút lắc lắc đầu, một điểm căn bản không có giả trư xuất hiện qua tung tích, nhưng Du Du bắt lấy tiểu gia hỏa rõ ràng chính là giả trư nhảy con A. À. Du Du tiểu trư từ đâu tới? Du Du nhặt được. Du Du thấy ba ba hỏi tiểu trư, cao hứng bắt được đang tại hư hư trở mình lá cây cùng bùn đất tìm ăn heo rừng nhỏ dơ cho ba ba. Ba ba, nướng tiểu trư. Du Du một mặt chờ mong xem cùng Lý Hán, thật là làm cho Lý Hán dở khóc dở cười, khó được lạc đường heo rừng nhỏ nhảy con. Lý Hán có chút hoài nghi, có thể hay không du du tham ăn từ trong không gian hối đoái, chú mèo ham ăn. Lý Hán nhéo nhéo du du cái mũi nhỏ, một hồi lén lút hỏi thăm. Sợ bóng sợ gió một hồi, Lý Hán thu cẩn thận súng trường, vác lên đến, power lưu lại cảnh giới. Lý Hán cùng Cadillac tiếp tục xây dựng lều vải, một hồi lâu không có động tĩnh. Power qua đến giúp đỡ rồi, du du đuổi theo tiểu trư chơi. Lý Hán bắt đầu thỉnh thoảng nhìn một chút, thấy Du Du không chạy xa, lại nói có Bạch Lan đi theo, không có gì nguy hiểm, không coi là chuyện to tác, nhưng lều vải đáp thành lập xong được, chung quanh không tìm thấy Du Du. Lý Hán có chút lo lắng cùng Power. Cadillac nói một lần, sắc trời dần dần tối sầm, đừng lạc đường. Du Du thấy ba ba đều không để ý Du Du, đáp phòng ở, Du Du một người cùng heo rừng nhỏ chơi, tiểu trư hừ hừ chạy mất, Du Du đuổi theo, tiểu cung một đường đánh, mệt mỏi nắm tiểu bạch cổng lấy bọc lớn bao uống sữa tươi cưỡi đại bạch đuổi theo tiểu trư chạy thật dài đường du du gãi gãi đầu nhỏ ai ôi ôi du du lại lạc đường tiểu trư chạy mất du du phình phình miệng nhỏ nướng tiểu trư quen thuộc lạc đường du du chưa quên đánh giá chung quanh rừng cây nhỏ tìm tiểu trư con heo nhỏ mau ra đây du du không đánh ngươi nữa nha du du lén lút đem cung dấu ở sau lưng duỗi đầu nhỏ chung quanh meo meo Bạch Lan đối với tiểu lùng cây gầm nhẹ một tiếng, trộm trộm heo rừng nhỏ hư hư chạy ra. Du Du lập tức lấy ra tiểu cung, đuổi theo tiểu trư, thật cao hứng bắt đầu chơi, hoàn toàn đem lạc đường việc quên đi mất, cười khanh khách thanh âm, hô to gọi nhỏ đuổi theo heo rừng nhỏ. Heo rừng nhỏ không lớn, chạy có thể không chậm, heo hừ hừ, chân nhỏ nhanh chóng. Du Du sờ sờ túi áo, không có, thu hồi tiểu cung, Du Du từ đại bạch trên người trượt xuống đến, nằm nhoài tại lùm cây một bên dụ dỗ ẩn núp đi tiểu trư. Con heo nhỏ, mau ra đây, không phải vậy du du không chơi với ngươi nữa nha. Con heo nhỏ không có chút nào ngoan. Du du mân mê miệng nhỏ, từ trong túi lấy ra đại cà chua một bên gặm, một bên tìm tiểu trư, vẫn lên cái mông nhỏ bò vào trong hốc cây, không có tiểu trư. Xấu tiểu trư. Du du ngồi dưới đất gặm cà chua, tay nhỏ vỗ vỗ nằm sấp ở bên cạnh bạch lan. Hư hư qua, wow, con heo nhỏ. du du phun hoang hô một thân, bò lên, đuổi theo tiểu trư, bạch lan cùng đại bạch, tiểu bạch theo sát du du đi tới một mảnh rừng cây tùng, du du trợn mắt lên, thật nhiều heo nha. du du trước mặt bảy tám đau đầu giả trư, hơn mười đầu nhỏ heo trợn mắt lên nhìn chầm chầm đột nhiên xuất hiện du du, du du chớp chớp mắt to, qua, wow, thật nhiều tiểu trư. du du hoang hô một tiếng, mấy con đại giả trư hừ hừ cảnh giác nhìn qua du du bạch lan đại bạch tiểu bạch du du trong mắt tất cả đều là tiểu trư nướng tiểu trư ăn ngon nhất rồi bạch lan gầm nhẹ du du vỗ vỗ bạch lan bạch lan ngoan du du lấy ra một đống rau xà lách trong không gian ném cho đại giả trư mấy con giả trư hừ hừ vài tiếng vây quanh du du một cái đại giả đầu heo vỗ một cái cao hứng đuổi theo heo rừng nhỏ du du một con hai con du du tách ra ngón tay mấy thật nhiều ba ba power Cadillac thúc thúc, du du, du du đến ba lần, du du có thể ăn ba giờ heo. Du du cao hứng, bò lên trên tiểu bạch trên người mở ra bao bao, lấy ra dây thừng, ngồi xổm ở rau xà lách đóng một bên một bên, một con một con nhỏ heo bắt được buộc lên, tiểu trư bảo bảo ai ia, cái chốt được, du du vỗ vỗ đại giả trương. Du du đi rồi nha. Du du phất phất tay tay nhỏ, nắm heo rừng nhỏ, lão đảo ra rừng cây tùng, rên lên nhạc thiếu nhi. Qua. Wow con thỏ nhỏ. Bạch Lan treo một con thỏ nhỏ ném xuống Du Du trước mặt, cắn chết rồi, Du Du mân mê miệng nhỏ, buộc được, mang theo tiểu bạch trên cổ, mệt mỏi quá, Du Du đi mệt. Một bên khác, Lý Hán ba người nhưng là sẽ lo lắng, tiểu gia hỏa chỉ chớp mắt không thấy, Lý Hán cùng Power, Cadillac nói một lần, dọc theo đại bạch cùng tiểu bạch vết chân một đường đuổi theo lại đây. Tiểu nha đầu này chạy xa như vậy. Lý Hán mệt thở nặng khí, một đường chạy chậm, thiên dần dần tối sầm, một người trong ngọn núi nhưng là rất nguy hiểm, du du nhỏ như vậy, Lý Hán càng nghĩ càng nóng lòng. Ai? Lý Hán dừng lại, giơ lên súng trường, đèn tin lung lay. Gâu gâu. Lý Hán nghe được chó sổ hơi thở vào một cái, còn là người quen, nuôi Yogo gô lão ngưu tử, tiểu hồ tử, Lý Hán tiệt rượu từng thấy. Bạch Lan vẫn cùng mấy cái yogo dặn có qua đây. Thật không tiện, quấy rầy, xin hỏi, ngài gặp một cái ba tuổi bé gái đi qua từ nơi này sao? Hai tử. Loren khẽ lắc đầu một cái. Hay là ngươi nên đi một bên khác tìm xem? Cảm tạ. Lý Hán quay đầu, móng bò ấn, bên này không còn, khó được thực sự là đi một bên khác. Lý Hán lo lắng hỏng rồi, nhà đầu này, quay đầu lại nhìn một chút, đây là một nơi nơi đóng quân, hơn 10 lều vải. May là Du Du không có gì nguy hiểm. Lý Hán mở ra không gian, phát hiện rau xà lách đang tại biến hóa, khẳng định du du xa hơn bên ngoài cầm. Tiểu gia hỏa chạy đi đâu, Lý Hán trở nên đau đầu, thiên dần dần tối sầm, rừng cây nguy hiểm chỉ số tăng nhanh rất nhiều, Lý Hán không thể không cẩn thận cẩn thận, nói không chắc có khác biệt đỉnh núi lại đây giả thú, cẩn thận là hơn. Du du gặp phải thật nhiều tiểu trư, du du nhặt buộc lên dự định kéo về đi, du du cưỡi đại bạch thật cao hứng nhặt tiểu trư nhóm trở về, nhưng là bước đi, du du chớp chớp mắt to ba ba như nào đây chưa có tới nha du du đều lạc đường phòng lên miệng nhỏ nắm một chuỗi hừ hừ heo rừng nhỏ đi rồi một đoạn du du đếm đếm heo rừng nhỏ ít đi không có một người rồi con heo nhỏ lùm cây du du tìm rất lâu đều không có tìm được tiểu trương ngược lại là tìm tới một cái lỗ thủng to con heo nhỏ du du ngồi xổm ở cửa động dùng cành cây chọc chọc qua tiểu trư ở nơi đó một bên Du Du hoang hô bò vào lỗ nhỏ, kéo một con lông bù xù tiểu hắt bóng. Không phải tiểu trư, là chó nhỏ chó. Lông bù xù chó đen nhỏ, chó đen nhỏ ngửi một cái hướng thẳng Du Du trong lòng ngực xuyên, ngứa một chút Du Du cười khanh khách. Chó con đói bụng. Ngực to bình cầm qua đi, Du Du cùng chó con từng miếng từng miếng, một hồi đều uống cái bụng phình phình. Khinh khích Du Du cưỡi đại bạch, nắm tiểu trư chuỗi chuỗi ông chó đen nhỏ, dọc theo ngư vết chân trở về tìm du du nhưng thông minh du du cao hứng rên lên nhạc thiếu nhi điểm một chút tiểu mũi chó con cúng con mũi thật kỳ quái cùng tiểu mễ lị đều không giống nhau lý hán này sẽ lòng như lửa đốt một đường được cành cây đánh nhiều lần này sẽ cuối cùng cũng coi như tìm tới tên tiểu tử này du du cưỡi đại bạch trong tay nắm một chuỗi hư hư tiểu trư lý hán có chút choáng này một hồi thời gian làm sao thêm ra nhiều như vậy heo rừng nhỏ đến rồi từng con heo rừng nhỏ buộc lại, hừ hừ, Lý Hán đếm đếm, có tới 11 con, tiểu nha đầu này sẽ không đi giả trư ổ trong ổ đi. Du Du thật cao hứng tách ra ngón tay, cùng chó đen nhỏ nói đếm lấy Du Du có thể ăn bao nhiêu đốn, Du Du cưỡi đại bạch, vui sướng hài lòng. Du Du, Lý Hán thực sự là không biết nắm tiểu gia hỏa làm sao bây giờ, Du Du nhìn thấy Ba Ba, cao hứng từ đại bạch ngưu thượng nhạo tới Lý Hán trong lòng ngực. Ba Ba. Du Du lại nhặt được thật nhiều tiểu trư nha. Đúng là nhặt được. Lý Hán thấy bốn phía không người, mở ra không gian, năng lượng tinh không gặp thiếu. Ừm, ân, nơi đó nha, thật nhiều heo, lớn như vậy, Du Du chỉ nhặt được tiểu trư nha. Du Du hình dung, dọc theo đỉnh núi nhỏ lật qua, trong rừng cây một bên có thật nhiều heo, khoa tay lớn như vậy đại heo, tiểu trư, Du Du chỉ kiếm về nhỏ như vậy heo. Bày heo rừng, Du Du nói chuyện, lý hán trong đầu phụ một đám giả trư to to nhỏ nhỏ du du xuất hiện quyền đấm cướp đá thu thập hết đại giả trư bắt được heo rừng nhỏ tuy nói không nguy hiểm nhưng núi rừng chạy loạn lo lắng làm lý hán không quên nhắc nhở du du lần sau không loạn chạy chạy đi chơi nhất định phải nói cho ba ba ừm ba ba du du biết rồi du du đói bụng du du sờ sờ bụng nhỏ vô cùng đáng thương ngươi a tiểu quỷ đầu đi thôi. Lý Hán đem Du Du đặt ở đại bạch trên thân bò, một tay nắm đại bạch, một tay nắm heo rừng nhỏ chuỗi chuỗi, trở về nơi đóng quân. Cadillac cùng Power hai cái trận mắt lên nhìn Lý Hán trong tay một chuỗi giả trương nhãi con. Hai người không biết nói cái gì cho phải, lại là Du Du kiếm về, Du Du kiêu ngạo chỉ trỏ đầu nhỏ, Du Du rất lợi hại. Lý Hán không giải thích thêm, chỉ có thể nói Du Du vận khí tốt, thời gian không sớm, Lý Hán đem con thỏ cùng gà rừng thu thập, con thỏ cắt thành khối bỏ vào trong thùng sắt, trong túi khoai tây lấy ra, cắt thành khối lớn, rót nước, treo ở trên đống lửa, khoai tây hầm cách thủy thịt thỏ, gà rừng ướp muối được, chính mình trên lửa nướng. Thao hờ cùng Cadillac hai cái hỗ trợ bánh mì cắt lấy nướng nóng, xoa mỡ bò tương hoa quả, bận biểu hồ sông, hai lớn một nhỏ ngồi ở bên cạnh, trận mắt lên, nhìn Lý Hán nướng gà rừng, theo thời gian gà rừng hương vị tứ tán mở, hai lớn một nhỏ ba con chú mèo ham ăn cùng nhau hít hít cái mũi, thật là thơm a. À. Du du sờ sờ bụng nhỏ bụng, ung ục, bụng nhỏ kêu rột rột. Power mở ra một lon bia tiến đến Lý Hán bên người. Hán, đến rót bia, gà nướng thật là thơm. Lý Hán tiếp nhận bia ực một hớp, đối với Cadillac cùng ngoan ngoãn ngồi tiểu du du vẫy vẫy tay. Gà nướng được rồi, mau tới đây đi. Lý Hán đùi gà kéo xuống một con đưa cho du du, Cadillac cùng Power hai cái xé ra cánh gà nha, thật bổng, mùi vị thật là đẹp cực kỳ. Đói bụng ụt ụt gọi, gà nướng, thực sự là quá mỹ vị, Cadillac dùng sức gật đầu, du du này sẽ đang cùng đùi gà chiến đấu đây, từng ngụm từng ngụm gặm đùi gà, mặt nhỏ tràn đầy dầu, vui cười hớn hở ô ô vung vẫy tay nhỏ, Lý Hán cười nhéo nhéo du du cái mũi nhỏ. Thao ở gặm một con gà cánh cái bụng có hàng rồi, nghiện rượu lên đây, ba lô lấy tới, lấy ra bia. Cadillac, Hán. Power mở ra bia, Mỹ Mỹ ực một hớp. Khóc. Lý Hán cùng Cadillac đụng một cái, một lon bia uống xong, du du hai con đùi gà gặm được, bên trong thùng thịt thỏ cùng khoai tây hầm cách thủy được rồi, ba lớn một nhỏ, vung vẫy thanh đao con cắm vào khối thịt cùng khoai tây hướng về trong miệng đưa, mùi vị thực sự là thật tốt. Người ăn no, trâu ngựa để đó ăn cỏ, Bạch Lan Lý Hán ném một con gà rừng, đi bên cạnh ăn đi. Trời không còn sớm, Lý Hán Power kéo dọc theo lều vải bốn phía kéo lên dây thừng, mang theo linh đang cùng nội sắc, làm cảnh giới, nơi này chính là núi rừng, đề phòng điểm tốt. Chỉ có heo rừng nhỏ, du du mở ra, dùng cây gậy nhốt lấy lên. Về phần chó đen nhỏ, Lý Hán bắt đầu không lưu ý, nằm ngủ Lý Hán nhớ tới, trong ngọn núi ở đâu ra chó con, mảnh kinh, muốn hỏi một chút du du nơi nào nhặt được chó đen nhỏ, hãy nhìn du du ngủ say như chết, thổi ngâm ngâm, bụng bự lộ ra, quên đi ngày mai lại hỏi một chút đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 87 Trò khôi hài săn bắn Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 87 Trò khôi hài săn bắn việc này làm ầm ĩ không đủ, Lý Hán cưỡi tiểu hồng táo, nắm đại bạch tìm đường xuống núi lúc đỉnh đầu thỉnh thoảng bay qua máy bay trực thăng xảo rất nháo tâm càng nháo tâm chính là lạc đường cha và con gái hoàn toàn lạc đường đại sư đi tới đi liền lệch ra đến dưa hấu nước đi rồi du du có thể không quản nhạc xì xì gặm đại cà chua thỉnh thoảng liếc trộm một mắt cau mày ba ba lấy ra một cái rau xà lách hoặc là cà rốt loại hình ném xuống trên đường một chờ ba ba quay đầu du, du biến thành đáng yêu lộ ra cười to mặt rụt lại quả đấm nhỏ du du cũng không có làm gì nha tiểu gia hỏa, Lý Hán còn tưởng rằng Du Du cùng mình chơi đây, không quá để ý, vò đầu tiếp tục vĩ đại dò đường công tác, lúc trước biết xuống núi khó như vậy đi không bằng đi theo Loren đồng thời, dân mù đường A, này sẽ đông Tây Nam Bắc không phân biệt được. Vừa đi vừa nghĩ, ngừng ngừng đi một chút, Lý Hán luôn cảm thấy không đúng, phía sau thật giống có vài thứ đi theo chính mình tự như. Đi đã hơn nửa ngày, cuối cùng cũng coi như ra khỏi sơn lâm, chỉ là trước mắt một mảnh hoang nguyên có chút xa lạ quen thuộc, đánh giá bốn phía, cách đó không xa có đường bài, xuống ngựa nắm tiểu hồng táo cùng đại bạch, bạch lan phía trước mở đường, tiểu bạch chở đi ba lô cùng lều vải theo sát đại bạch, lý hán nhìn xuống cột mốc đường, đại đại thở vào một cái, không nghĩ tới dĩ nhiên chó ngáp phải rùi, tới Glasgow thu mần bãi chăn nuôi không xa châu hết thảy hoang nguyên, nơi này tương tự. Với sinh thái bảo hộ khu, Lý Hán nhanh chóng thu hồi gà rừng cùng thỏ rừng, súng trường nơi này không phải là thú liệp tràng, trừ đi săn bắn mùa tháng 10, cái khác nguyệt săn thú nhưng là phạm pháp, cho dù săn bắn mùa săn thú, cũng nhất định phải xin, không phải vậy cảnh sát nhưng không khách khí, nước Mỹ pháp luật uy hiếp vẫn là rất mạnh, ít có trọng săn bắn, hoặc là nói săn thú càng ngày càng ít. Lý Hán thu thập xong, tìm địa phương nghỉ ngơi một chút, trước tiên giải quyết cơm trưa vấn đề, nồi thùng, khung sắt, cha và con gái lượm chút củi lửa, xếp thành đống nhỏ, đưa đến một ít tiểu thạch khối vây quanh, bốn phía đều là cỏ dại, nhèn nhóm cần phải gây ra đại hỏa tai. Xăng dẫn đốt, Lý Hán vội vàng tăng thêm nhánh cây khô, du du cuốn lấy ba ba muốn qua đầu rìu nhỏ vung vẫy trẻ củi, hự hự, một hồi thời gian, mấy cây lớn bằng cánh tay cành cây bổ ra khối nhỏ khối nhỏ củi lửa, cao hứng ông đưa cho ba ba nhóm lửa. Thịt bò, cà chua, rau cải trắng, cắt thành mảnh, một nồi hầm cách thủy lên, thêm liễu không gian nước suối, Du Du ngồi tại thạch đầu thật tha thượng, kéo cầm nhỏ nhìn qua cho Du Du làm cơm ăn ba ba mang hoặc ba ba. Lý Hán quay đầu lại nâng cầm lên tiểu gia hỏa a à a à cười cười. Cách cách đó không xa, một đám giả trư, thỏ rừng, đàn linh dương, chính dọc theo Lý Hán cùng Du Du tới phương hướng tiến lên, một đường ăn rau xà lách chậm rãi tới gần. Lý Hán bắt đầu không chú ý, có thể theo động vật càng ngày càng nhiều, động tĩnh càng ngày càng nhiều, không chú ý cũng khó khăn. Lý Hán có chút há hốc mồm, giả trư, linh dương, lộc quần, con thỏ, từ đâu tới, liếc mắt một cái du du, tiểu gia hỏa đoá đoá thiểm thiểm rụt lại đầu nhỏ, một bộ cái gì sao cũng không biết dáng vẻ. Du du. Lý Hán dở khóc dở cười, chẳng cách một đường luôn cảm thấy không đúng, thật giống đi theo phía sau cái gì, những động vật này khẳng định cùng du du có quan hệ. Du du không có kiếm tiểu trư, là mình tới. Du du một đường vứt không ít rau xà lách cùng cà rốt, rau xanh loại hình tên tiểu tử này. Lý Hán xoa xoa cái trán, gõ gõ du du đầu nhỏ. Không cần nói cho người khác nha. Ừ. Du du ngoan ngoãn chỉ trỏ đầu nhỏ bảo đảm nói. Lý Hán trong lòng tự nhủ, lần này náo động đến, cờ rít trang viên lần này săn bắn xem như là đưa hết cho quấy nhiễu, con mồi toàn bộ chạy đến châu hoang Nguyên tới bên này, đánh trắm a, lần này được rồi dọn dẹp một chút về nông trường. Náo không hiểu, trong lòng vẫn rất sảng khoái, chẳng lẽ mình còn đố kỵ Chris không được. Cha và con gái thật cao hứng ăn cơm trưa, du du cùng một đám những động vật vẫy tay từ biệt, tiểu trư, đại heo, nai con, nhanh về nhà đi, du du cưỡi đại bạch đi theo ba ba về nhà, đi ngang qua Glasgow thu mần bãi chăn nuôi, du du chạy qua nhìn râu bạc da da. Lý Hán trở về giót giờ nông trường, Dina cùng hao tân, đang tại là tiểu dương cao tim vào vắt xin phòng bệnh. Hán, săn bắn đùi như thế nào? Gây go thấu, toàn bộ thú liệt tràn toàn bộ rối loạn, giả trư, hắc hùng náo động đến tùng la tùng lung, này sẽ bất định thế nào đây, đoán chừng hiện tại cơ còn tại đâu đầu đây, hắc, không có một điểm ý tứ. Lý Hán cười nói. Ha, Hán, săn bắn mùa săn thú mới là năm nhân tham gia, của ta súng săn lên dầu đến lúc đó đánh con ngựa lộc, mùi vị nhưng là cực kỳ giỏi. Hao Tân vừa giúp Dina bắt lấy tiểu dương cao, bên cạnh Lý Hán nói ra. Ta có chút chờ mong, Hao Tân, nhất định phải mang ta lên, ta nghĩ ta vì khảo chế hảo hạng thịt nướng. Lý Hán rơi xuống tiểu hồng táo yên ngựa, cái đệm, dây cương, nước lặc vỗ vỗ tiểu hồng táo cái mông, người này hai ngày nay biểu hiện không tệ. Không thành vấn đề, Hán, lại có thêm ly bia, càng hoàn mỹ hơn không phải sao? ta sẽ dẫn thượng bia. Lý Hán cùng Hao Tân trò chuyện sang thú việc, một bên vội vàng chải vuốt tiểu hồng táo bộ lông. Hao Tân, đi na, ta trước tiên cho tiểu hồng táo soạt soạt, lại tới hỗ trợ. Hán, nơi này đi na cùng ta đầy đủ ứng phó những thứ này. Hao Tân dơ dơ lên trong tay tim vào ống kim, đi nà gật đầu nói. Đúng, Hán, ngươi nghỉ ngơi một chút, ta nghĩ ngươi nhất định ngủ được không tốt lắm. Dina động viên tiểu dương cao, xoa xoa ghim lỗ kim địa phương, những này tiểu dương cao nhưng là đi na bảo bối. Đúng, tùng la tùng lung, gây go buổi tối, đi na, hao tân, các ngươi làm việc đi. Lý Hán phất phất tay mũ, vỗ vỗ tiểu hồng táo, đi tới công tác phòng thay đổi một bộ quần áo, cao su găng tay cùng ủng cao su, bàn chải, thùng nước cùng làm bố, tới ven hồ nước cho tiểu hồng táo cò rửa một cái, một đường lầy lội, tiểu hồng táo một thân xinh đẹp màu nâu bộ lông dính không ít bùn nhão cọ rửa soạt một hồi lâu, lại trừ đi móng cục đá cùng nước buồn, thanh tẩy một cái mặt ngựa, che lên làm bố, lau chùi sạch sẽ vỗ vỗ tiểu hồng táo, tiểu hồng táo thoải mái lung lay ngựa lớn đầu, khó. Được thân thiết cọ sát Lý Hán, Lý Hán cực kỳ cao hứng, vỗ vỗ tên to xác Đi ăn cỏ đi. Soạt ma lơ một thân mồ hôi, trở về nhà tắm rửa sạch sẽ, thay đổi một thân khô mát quần áo. Lý Hán cho Power cùng Cadillac gọi điện thoại, hỏi dò Power cảm mạo thế nào rồi. Hán, Power tốt hơn nhiều, cảm ơn ngươi. Quá tốt rồi, Sibu Aji, Thượng Đế phù hộ, hy vọng Power sớm ngày khôi phục. Cảm tạ, Hán, Power sẽ rất nhanh tốt lên. Sibu rất hòa ái phụ nhân, Lý Hán hàng huyên một hồi, cúp điện thoại, cờ trang viên săn bắn chuyện, Lý Hán không có hỏi, nghĩ đến nhất định hỏng bét. Cadillac an toàn về đến nhà, Lý Hán yên tâm, cưỡi bốn vòng xe gắn máy, thình thịch đi tới bãi nhốt cừu, Dina mở ra tiểu máy kéo lôi kéo thức ăn gia súc, hướng về đồng cỏ đi, hướng về Lý Hán phất phất tay, trên xe ngồi sổng mấy con dê nhỏ cừu con, cách đó không xa cỏ nhỏ tràn hơn 10 đầu bò sữa, nhàn nhã gặm thảo, hoàn toàn không để ý tới Lý Hán người chủ nhân này. Này một ít thức ăn cỏ dưới gia hỏa từng cái tất cả đều là đại gia, Lý Hán không trêu chọc nổi, dứt khoát cách xa một chút, nói không chắc đến một đống béo vệ mở ra bốn vòng xe gắn máy đi linh lợi ngựa, hơn mười thất hoa ngựa, quát chạy vội thúy bãi cỏ xanh thượng, vẫn đúng là xem như là một cảnh, dắt ngựa đi trong công việc này, Lý Hán làm đúng vậy tâm ấn tay, vội vàng đàn ngựa đi bộ một vòng, Lý Hán trở về lầu nhỏ, nghỉ ngơi một hồi, tiểu du du cưỡi đại bạch trở về, nhất theo rất nhiều điểm tâm nhỏ, một hộp một hộp rất cao đương, du du bày ra được, vỗ vỗ tay nhỏ đi trên lầu tìm ba ba. Lý Hán được tiểu gia hỏa đánh thức. Hi hi, lười ba ba. Tiểu quỷ đầu, trở về, thật xinh đẹp, râu bạc da da đưa du du sao. Du du thay đổi một thân xinh đẹp a à kéo lôi sáu trang, râu bạc da da cho du du mua. Ừm, ba ba, râu bạc da da ngã bệnh. Nói xong khuôn mặt nhỏ khổ sở, Lý Hán trong lòng còn nổi lên vị chua. Glasgow thu mần lớn tuổi, khẳng định thân thể không bằng trước đây, gần nhất khí trời chuyển mát, thân thể suy yếu bị chút phong hàn bất định ngã bệnh, Du Du bị người ta không ít chỗ tốt, một hồi hầm cách thủy con gà đưa đi. Du Du hầm cách thủy. Du Du vừa nghe hầm gà, giơ lên tay nhỏ, một hồi thời gian từ trong không gian phủi đi suốt một đống thảo dược, lựa chọn tuyển tuyển, một đống nhỏ. Du Du, đây là cái gì à? Du Du loại thảo. Du Du ngồi chồm hổm trên mặt đất, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, Lý Hán không nghĩ tới tiểu gia hỏa vụn vụn trộm trộm gieo xuống nhiều như vậy thảo dược nghĩ nhị gia nói du du trời sinh học trung y tài liệu. Đương quy, trắng thuật, hoàng tinh, trắng pháp thuật, thủ ô. Phơi nắng tốt thảo dược, Lý Hán nhéo nhéo du du cái mũi nhỏ. Du du cuốn lấy Lý Hán hầm gà, cũng may đánh gà rừng còn có hai con, nhổ lông, móc ra nội tạng, rửa qua, tìm đến nồi đất, thảo dược nhét vào gà trong bụng, bỏ vào nồi đất, du du rất sớm chuẩn bị không gian nước suối rót vào nồi đất lý thêm vào nắp châm lửa dược thiện canh gà cần hầm cách thủy một hồi lâu du du chủ động đưa ra chăm nom tiểu gia hỏa thật để ý mở tivi điều đến lý hán mua sắm giáo trình kênh du du ông tiểu hát gấu ngoan ngoãn ngồi trong lòng ngực còn ông một túi đi làm format mát lý hán ngắt một khối thả trong miệng mùi vị thật không tệ đi tay nghề rất tốt du du ngoan ngoãn ở lại trong nhà ba ba đi công tác rồi ừm ba ba đi thôi lý hán ra cửa cưỡi cử bốn vòng xe gắn máy chạy tới số hai đồng cỏ kem cùng hao tân đang tại vận chuyển đóng cỏ khô còn lại đồng cỏ cỏ khô chở về nhà kho trữ tồn chỉ có số hai đồng cỏ còn sót lại một ít hán nơi này có thật không tệ lại thu gặt hai lần qua mùa đông cỏ khô là đủ rồi kem rất vui vẻ đồng cỏ cỏ mọc thế được ai thấy không cao hứng đây này đúng vậy kem Hao Tân, số 2 đồng cỏ thu gặt xong, đàn trâu chuyển tới mới đồng cỏ, cùng đi mới đồng cỏ đi dạo. Lý Hán nói ra, đóng cỏ khô vật liệu không sai, không nhiều tưới nước nước suối duyên cớ đây này. Kem vỗ vỗ đóng cỏ khô, cười nói không thành vấn đề, Hán, điểm ấy sống một buổi trưa liền có thể bận việc xong. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video chương 88 Mới đồng cỏ Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 88 Mới đồng cỏ mở ra máy kéo vận cỏ bó trở về cỏ khô nhà kho, Lý Hán theo qua đến giúp đỡ, kèm nói cho Lý Hán cỏ bó cần vận chuyển đóng cỏ, bắt đầu trồng chất, làm liệu có thể chứa đựng thời gian rất lâu, tồn trữ dễ dàng dùng cho qua mùa đông cỏ khô. Kem cùng hao tân hai người hướng về Lý Hán giới thiệu. Hán, số ba đồng có cỏ khô tốt nhất chất đóng ở gần nhất những thứ này đều là an chấm bu chấm m cao to mồng là mùa đông nuôi nấn mang thai bò cái tốt nhất thức ăn gia súc hắc ta nghĩ sang năm nông trường nghé con nhất định là can m star tốt nhất lý hán cười nói lúc trước montana bãi chăn nuôi chủ trong lúc đó truyền lưu một câu lời nói như vậy chúng ta nuôi không phải dê bò không phải khen đặc không phải mục dương khuyển chúng ta nuôi là thảo màu mỡ cỏ nuôi súc vật có màu mỡ thảo nguyên, mới có thể có màu mỡ bầy cừu cùng đàn trâu, lời nói này rất có đạo lý. Kem gật đầu đồng ý nói. Không sai, hán, đồng có thượng đế ban cho cao bội nhóm lễ vật tốt nhất, có như thế màu mỡ bãi chăn nuôi, nhất định là thượng đế đối với chúng ta ban ân, chúng ta nhất định sẽ nuôi xuất tốt nhất thịt ngưu. Kem giúp đỡ hao tân, có bó dùng vận chuyển xe, chất đóng đóng cỏ thượng, Lý Hán cùng hao tân lôi kéo bầy ra chỉnh tề lý hán lôi kéo cỏ bó bày ra được bước lên nói ra cảm tạ giót giờ lưu lại đồng cỏ đây là vị chân chính cao bồi hay là chúng ta có cơ hội vì cái này đáng yêu lão nhân cạn một chén đương nhiên hán hôm nay không sai đến ly bia thế nào kem cùng hao tân đối lý hán sản xuất bia thèm nhỏ giải đã lâu thực sự là khó quên mùi vị lý hán vỗ tay một cái từ đống cỏ thượng trượt xuống đến cười nói vậy cũng tốt nhìn thượng đế cùng giót giờ trên mặt, buổi tối chúng ta uống một chén. Hán, đây thực sự là một cái khiến người ta khoái trá quyết định, kem, ta đã có chút không kịp đợi. Hao tân đóng cỏ ép chặt, cười đối bên người đồng dạng vội vàng ép là đóng cỏ kem nói ra. Kem cuốn lên ống tay, vỗ vỗ đóng cỏ, nói ra. Đúng, Hao tân, ta đã ngửi được bia hương vị rồi, hán, hay là chúng ta bây giờ có thể đi mới đồng cỏ nhìn xem, tùy tiện chuyển một thùng non nớt bia, người nói xem. Ba người bận việc xong, Lý Hán cười nói: "Đương nhiên, không thành vấn đề. Ba người mở ra bốn vòng xe gắn máy chạy về đàn trâu, tăng thêm chút cỏ khô cùng đi na nói một lần. Buổi tối quay nướng, chuẩn bị một chút lò nướng cùng nhiên liệu. Mới đồng có cách cách đó không xa, gần 10 phút, ba người đi tới mới đồng cỏ, gió thổi lúa mì đen thảo, dường như vải nhung như vậy, thực sự là cực đẹp." kem cùng hao tân ngừng lại dưới bốn vòng xe gắn máy nhảy xuống xe hái được vài mảnh lúa mì đen cây cỏ nhét vào trong miệng nhắm nuốt nha thật là đẹp cực kỳ hán ta nghĩ ngươi thành công đây thực sự là cho người khó có thể tin tưởng được như thế khô hạn thời điểm hán ngươi trồng ra hảo hạng lúa mì đen thảo thật là tươi đẹp mùi vị hao tân gật đầu nói đúng kem ngươi nói đúng nơi này có nuôi súc vật thực sự là cực kỳ giỏi đây là ta gặp tốt nhất lúa mì đen thảo, nhất định là, hán, chúc mừng ngươi phải đến một khối hảo hạng đồng cỏ, bò của chúng ta dê nhất định sẽ càng thêm màu mỡ. Lý hán không có quá mức ngạc nhiên, cỏ nuôi súc vật hạt giống là không gian nước suối ngâm, tưới nước một ít không gian nước suối, cỏ nuôi súc vật mọc không sai, chất lượng thượng dai trong dự liệu. Kem, hao tân, ta cũng nghĩ thế, đồng cỏ thành công, thật là khiến người cao hứng. Kem cùng hao tân đào mấy khối thổ nhưỡng, quan sát lúa mì đen rễ cỏ cần thật là khiến người ngạc nhiên so với phổ thông lúa mì đen rễ cỏ cần dài ra sắp tới một phần ba hán đây thực sự là kỳ tích hay là sang năm chúng ta có thể gieo trồng càng nhiều loại này lúa mì đen thảo lý hán gật gật đầu có lẽ vậy những này vậy là đủ rồi kem hao tân chúng ta đi phía trước nhìn xem nơi đó cỏ linh lăng cỏ cũng không tệ đương nhiên hán ngươi cho chúng ta quá nhiều kinh hỉ hao tân ta nghĩ nơi này thực sự là thật tốt, cảm tạ lời mời của ngươi. Hao Tân cùng Lý Hán cười ha ha, nông trường có thêm kem, ung dung rất nhiều. Ba người dọc theo mương tưới đi tới cỏ linh lăng qua loa tràn, rải rác mang theo chút lúa mì đen thảo, từng mảng từng mảng hoa cúc cỏ linh lăng cùng màu nâu non cỏ linh lăng có cực đẹp, như cùng đi đến biển hoa. Kem cùng Hao Tân nếm thử mùi vị, gật gật đầu. Không sai cỏ linh lăng, hán, hay là mấy ngày nữa, chúng ta có thể thu gặt một lần, thực sự là khó có thể tin, chúng ta mùa đông có khô nhanh như vậy giải quyết xong. Đúng, Hao Tân, nơi này còn có thể thu gặt 2 đến 3 lần, hay là chúng ta có thể bán ra một bộ, năm nay có nuôi súc vật giá cả không sai. Toàn bộ nước Mỹ vùng phía Tây tình hình hạn hán, có nuôi súc vật giá cả một đường lên cao, càng M Star trấn nhỏ nhiều nông dân cá thể tràn bán ra, nạn sâu bệnh cùng nạn hạn hán hai tầng đã kích, kinh doanh khó khăn Lý Hán cảm giác mình may mắn cực kỳ. Lý Hán cùng Kem, Hao Tân thương lượng một chút ngày mai đàn trâu chuyển tràn chuyện, cách không tính xa, Kem nói ra. Hán, Hao Tân cùng ta đầy đủ ứng phó. Lý Hán gật gật đầu, Kem cùng Hao Tân đều cũng có kinh nghiệm cao bồi, Lý Hán yên tâm lại, thương lượng đem đồng cỏ chia thành năm cái cỏ nhỏ tràn, thay phiên thu gặt, chăn thả. Những này Lý Hán giao cho Hao Tân cùng Kem, trở về nông dân cá thể tràng, Lý Hán đi tới bia phòng nhỏ, dời một thùng bia đặt ở bốn vòng sau xe gắn máy tòa, tiểu Mỹ lị mấy ngày không gặp chủ nhân, vây quanh chủ nhân đã chuyển chuyển, cực kỳ hưng phấn, Lý Hán ngồi sổng xuống ông lấy tiểu Mỹ lị đặt ở bốn vòng trên xe gắn máy. Nông dân cá thể trạng bên này, đi nà quản lý không sai, hai đầu bò sữa cùng hắt lừa sạch sành xanh tại một mảnh không lớn đồng có nhàn nhã gặm thảo. Lý Hán mở ra bốn vòng xe gắn máy đi qua tên to xác bên người ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lý Hán, tiếp tục nhàn nhã ăn cỏ hai con dê nhỏ cừu con đi theo sau xe gắn máy một bên cách đó không xa hai con tiểu hỏa gà dĩ nhiên trà trộn đến bầy gà bên trong vẫn rất năng lực về phần rùa đen lớn lý hán lại để ý đến nó gia hỏa này nghênh ngang bò đến bể nước lau ngư tôm ăn trở về giót giờ nông trường hao tân cùng kem đang tại xua đuổi đàn trâu đốt con số đi na vội vàng chuyển lò nướng nhìn thấy hán cười tới đón nói ra Pandora đưa canh gà cho Glasgow thu mận tiên sinh, vừa mới Glasgow thu mận tiên sinh quản gia Visa gọi điện thoại lại đây, ăn xong cơm tối cho nửa về Pandora. Lý Hán dừng lại bốn vòng xe gắn máy, giúp đỡ Dina lọ nướng mắt nối tốt. Ta lát nữa cho Visa về điện thoại, Dina, rau dưa cùng thịt bò ta chuẩn bị xong, ta trước tiên đi lấy tới. Lý Hán cầm qua thịt bò cùng rau dưa, hỏi thăm lỗ lỗ tình huống, nông trường kem giúp đỡ quản lý, Rau dưa cùng thịt bò, pho mát, tương hoa quả, một ít đồ uống, hóa lỏng khí bình đồ dùng hàng ngày, Lý Hán rất ít hỏi đến, kem một tay sắp xếp. Lỗ lỗ cũng không tệ lắm. Lý Hán thịt bò cùng rau dưa bày ra được, ướp muối một ít, đồ gia vị điều phối cần chút thời gian, Dina thấy không có bao nhiêu có thể giúp đỡ cùng Lý Hán nói một tiếng. Hán, ta nghĩ ta hẳn là đi giúp kem cùng hao tân khá hơn một chút. Được rồi, nơi này ta đến A. À? đơn giản thịt nướng, Lý Hán rất nhanh ướp muối được, điều phối nước tương, nhàn nhóm lò nướng, rau dưa cùng thịt bò khối dùng cái kẹp để tốt, trở mình nướng, trong sân đèn mở ra, dưới ánh đèn vài con con sâu nhỏ vây quanh đảo quanh. Lý Hán một bên nướng thịt bò, một bên uống bia, mát mẻ buổi tối, một ly bia, một khối thịt nướng, thực là không tồi hưởng thụ. Kem cùng hao tân, đi hết bận, Lý Hán cười chỉ vào thùng bia nói ra. Đi tới ly bia, thịt nướng một hồi là tốt rồi, ok, thực là không tồi bia, hán, hay là ngươi nên mở một nhà bia xưởng, ta nghĩ chuyện làm ăn một có điểm không tệ. Kem rót chén bia, uống một hớp, lau khóe miệng hoa rượu, mới mẻ non bia, mùi vị thật tốt. Hao Tân cười nói. Kem, ngươi lẽ nào không có phát hiện đáng thương dây cơ, đến rồi mấy lần, muốn mua hán bia, hay là dây cơ sợ hán đoạt việc buôn bán của hắn? Hán bia so với dây cơ quán ba mỹ vị, Maria tự hồ có ý định đổi đi dây cờ quán ba bia, dây cờ nhất định rất gấp. Dina cười nói từ bạn trai nơi đó nghe tới tin tức. Chúng ta xinh đẹp Maria lẽ nào yêu chúng ta khả ái hán sao? Kem cười nói. Kem, ta nghĩ ngươi hẳn là đến khối thịt nướng, như vậy tốt hơn, ngươi cảm thấy thế nào? Lý hán gấp khối nướng kỹ thịt nướng nhét vào kem trong cái mâm, kem cùng hao tân nhất thời cười to. Hán, Maria nói không sai, ngươi thật là một đáng yêu bé trai. Hao Tân giơ nhất tay bên trong bia, nói ra hán, như thế thẹn thùng nhưng là không kết giao được bạn gái, trở lại ly bia, ta nghĩ ta sẽ nói cho ngươi biết làm sao đuổi tới Mỹ nữ nữ hài. Lý hán mặt già đỏ lên, gấp khối thịt nướng. Hao Tân, ta nghĩ Dina nhất định không muốn nghe đến tình yêu của ngươi lịch sử. Lý Hán tức giận nói ra, Dina che miệng cười, Lý Hán thẹn thùng dáng vẻ, thực sự là quá thú vị rồi, hao tân a à a à cười, các khối thịt nướng nhét đến trong miệng. Bia, thịt nướng, nơi này thực sự là thiên đường như vậy, kem, cảm giác không sai đi. Đúng, hao tân, ta nghĩ đây là ta làm chính xác nhất lựa chọn, hán, là một người tốt, vì chúng ta đáng yêu hán cạn một chén. Kem dơ bia chén, ra hiệu kính lý hán một chén, đi cùng hao tân dơ chén lên. Lý Hán cho tiền lương tuy rằng không tính quá cao, dê bò thịt, đặc biệt là rau dưa bao no, thỉnh thoảng bia thịt nướng tụ hội, hảo hạng đồng cỏ, dê bò chăn thả ung dung rất nhiều, đồng cỏ tưới nước hệ thống, thập phần không sai, bình thường công tác nhưng là rất dễ dàng, dường như nghỉ phép bình thường. Dina S. Cowboy bạn trai đều có ý nghĩ đến Lý Hán nông trường công tác, đáng tiếc Lý Hán ngắn hạn không có lại chiêu công dự định, nhân thủ vậy là đủ rồi. Một thùng nhỏ bia, một khối lớn thịt bò, một chậu rau dưa salad, nướng khoai tây, bắp ngô, một đĩa nhỏ cây chanh, kem, hao tân, dinah hết sức hài lòng, lý hán hưởng thụ loại này không sai gia đình náo nhiệt cảm giác. kết thúc thịt nướng liên hoan, Dina cùng hao tân giúp đỡ thu thập xong, lò nướng, bát đũa, rửa sạch, rất sớm về nghỉ ngơi. lý hán cùng kem thương lượng cho vay công việc, mới đồng có thành công, lý hán có thêm thể đánh bạc, cho vay hay là có thể càng nhiều hơn một chút, kem cho lý hán đề nghị là 2 triệu đô la mỹ, hay là giảm ít một chút kem ta sẽ cân nhắc khổ cực kem cười nói không hán có bia không có khổ cực hán ngủ ngon ngủ ngon kem chúc ngươi có tốt mộng lý hán đưa kem trở lại không nhiều một hồi du du trở về đưa du du là vài tên cao bồi cùng một đám ác bá du du phất phất tay tay nhỏ cáo biệt trở về lầu nhỏ sôi nổi rất vui vẻ chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàn thư viện bạn thích bộ truyện này, yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 89 Cây ăn quả núi kế hoạch thượng Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 89 Cây ăn quả núi kế hoạch thượng khí trời tốt, gió mát thổi, trời vừa sáng quét soạt ngựa, lên ngựa yên, dọc theo Oram Hồ chạy hết một vòng, tâm tình không tệ, tới hai bên sườn núi, vỗ vỗ tiểu hồng táo, tung người xuống ngựa đứng ở đỉnh núi toàn bộ đồng có thu vào đáy mắt o ràm hồ hai bên sườn núi có 300 mẫu anh hay là kế hoạch này kế hoạch nắm tiểu hồng táo đi bộ một vòng trong lòng có cái đáy ngọn nguồn trở về nông dân cá thể tràn du du đang cùng heo rừng nhỏ hư hư thi chạy đua heo con trò chơi đùa một thân sức lực nhìn thấy ba, ba du du một đường tiểu chạy tới heo rừng nhỏ bước chân nhỏ cọ đến lý Hán bên người cái đuôi nhỏ lắc lư cái kia hăng hái cái này tiểu nịnh hót rất thú vị, đùa một hồi, Lý Hán nắm Du Du đi tới bò sữa phòng nhỏ, chen sữa bò, Du Du học ba ba, bưng ghế nhỏ, sữa thùng, ngồi xuống, vắt sữa động tác giống nhau như đúc, dinah mở ra máy kéo vận sữa thùng đến tiêu độc, thấy phụ nữ giống nhau như đúc động tác, a à, a à, cười không ngừng. Hán, Pandora thực sự là vô cùng khả ái, Hán, cần ta hỗ trợ sao? Cảm tạ, Dina, ta nghĩ ngươi nhìn thấy, chúng ta tiểu thiên sứ làm rất tốt. Lý Hán cười đứng dậy, cởi găng tay, cười sờ sờ du du đầu nhỏ, du du lộ ra đại đại khuôn mặt tươi cười. Lý Hán cười đem du du tiểu sữa thùng nhất theo, mang theo Dina đi tới sữa bò tiêu độc phòng nhỏ. Dina, mấy ngày nay sữa bò sản lượng không sai, chất lượng thế nào? Ha, Hán, ngươi yên tâm đi, của ta đại bảo bối nhóm nhưng là khỏe mạnh đây, sữa chất nước đo xong toàn bộ không thành vấn đề. Dina chuyển đưa sữa thùng, nói ra bò sữa, khuôn mặt lộ ra thần thái khiến người ta liếc mắt. Lý Hán cười tiếp nhận sữa thùng rót vào sữa bình, nhiệt độ cao tiêu độc, thời gian không lâu, xuất tiêu độc phòng, không nhiều một hồi, sinh sữa tiêu độc qua đi, du du trước tiên chứa đầy ngực to bình, ùng ục ùng ục uống cái bụng phình phình, bưng tới tiểu sữa bồn. Ba ba ngược lại sữa bò này chó đen nhỏ. Lý Hán đổ chút sữa bò, Du Du vui sướng hài lòng bưng chậu nhỏ tự trở về lầu nhỏ ông tiểu hát gấu, tiểu gia hỏa quá nhỏ, ngủ ổ trong ổ, hai con tiểu trảo ông đầu nhỏ, hai cái bắp chân thẳng tự, lộ ra cái bụng. Du du gãi gãi tiểu hát gấu cái bụng, tiểu gia hỏa ô ô, lật ra cái bụng, nằm nhoài tại ổ ổ ông đầu nhỏ tiếp tục ngủ. Con cúng con thật là lớn sâu lười. Du du tiểu sữa bồn tại tiểu gia hỏa dưới mũi lắc lư hai lần, tiểu gia hỏa mũi rút rút, mắt không mở to đây, tiểu gia hỏa ngửi mùi vị duỗi ra đầu lưỡi liếm ăn sữa tươi, Lý Hán cùng Dina bận việc xong tiêu độc sinh sữa, vận chuyển đến trên xe ba gác, trở về lầu nhỏ, thấy đáng yêu tiểu gia hỏa vui vẻ. Thực sự là đáng yêu con vật nhỏ, Hán, ngươi dự định nuôi con này đáng thương tiểu gia hỏa sao? Đúng, Dina, tiểu gia hỏa thật đáng yêu. Lý Hán ngồi xổm ở ổ ổ một bên, duỗi ra ngón tay út, tiểu gia hỏa ôm, đầu lưỡi liếm liếm, ngứa một chút. Dina cùng tiểu gia hỏa chào hỏi. Không, hán, ta nghĩ ta vẫn là làm cái thân sĩ tốt hơn. Dina có một chút sợ, Lý Hán cười tiểu hát gấu tiểu trảo vỗ vỗ, tiểu gia hỏa hơi co lại, móng vuốt nhỏ thu về. Dina, thử xem, thật không tệ cảm giác. Thượng đế, thực sự là quá thần kỳ, mềm mại nóng một chút, đây là một con thiện lương hài tử, ta nghĩ ta thích nó. Dina ôm tiểu hát gấu, tiểu gia hỏa duỗi đầu nhỏ ngửi một cái Dina, đầu nhỏ càng là cọ sát đi thùy mị đầy đặn, móng vuốt nhỏ còn gãi gãi, gấu đầu chà sát, Lý Hán cười ha ha. Đi ta nghĩ đây là một con tiểu sắc gấu. Ba ba, cái gì là tiểu sắc gấu? Lý Hán sững sờ, đi sắc mặt có hơi hồng ngất, lúc này nghe được du du hỏi Lý Hán trận xem liếu lưỡi, cười ha ha. Đi nhéo nhéo gấu con mũi, cười nói. Hán, hao tân cùng kem phải chờ cuốn lên, gấu con cho ngươi ta trở lại. Nhà, đi trên đường chậm một chút, ta nghĩ hao tân cùng kem hội chuẩn bị điểm tâm chờ đáng yêu cô nương về nhà, tiểu hắc hắc cùng tỷ tỷ nói gặp lại. Du Du đứng lên phất phất tay tay nhỏ. Dina Aji, gặp lại, Du Du tan học đi đút con cừu nhỏ. Gặp lại, Pandora, Hán, Hao Tân cùng Kem đang muốn vì ngươi giới thiệu cô nương xinh đẹp, ta sẽ trở lại nói cho Hao Tân cùng Kem, Hán không cần. Lý Hán không nói gì cười cười, xoa xoa là lạ mắt nhỏ thần đang nhìn mình du du, tiểu quỷ đâu. Đi thay ta cảm tạ kem cùng hao tân, vì cô nương xinh đẹp, ta sẽ không keo kiệt sắc bia. Dina cùng Lý Hán mở ra câu chuyện cười. Dina mở ra tiểu máy kéo lôi kéo sữa thùng chạy về giót giờ nông trường. Lý Hán đem còn dư lại sữa tươi, vận chuyển đến trong phòng nhỏ, một ít đưa nhà bếp, một ít dùng để làm pho mát, một phần giữ lại làm sữa chua. Du Du cuốn lấy muốn ăn kem, Lý Hán không có cách nào làm một ít kem, điểm tâm ăn qua, Lý Hán chuẩn bị tư liệu mang theo, đưa Du Du đến trường. Đi tới vườn trẻ, Lý Hán cùng Cynthia chào hỏi. Hán, Pandora, sớm, hôm nay khí trời thật không tệ, uống ly cà phê như thế nào? Sớm, Cynthia, đương nhiên. Lý Hán ngồi chồng hổng xuống, nói ra. Du Du đi thôi, ba ba cùng lão sư nói hội thoại lý hán theo cynthia đi tới văn phòng cynthia mời lý hán ngồi xuống rót chén cà phê đưa cho lý hán lý hán tiếp nhận cà phê nhấp một ngụm, cynthia sửa sang một chút tư liệu đưa cho lý hán hán thật đáng tiếc ta nghĩ chúng ta cần muốn hảo hảo nói chuyện pandora vấn đề lý hán tiếp nhận du du tác nghiệp tư liệu trở mình nhìn một chút toàn bộ là a à, không hề có một chút vấn đề lý hán hơi nghi hoặc một chút cynthia có vấn đề sao khó được Du Du có đánh tới cao niên cấp học sinh sao. Du Du quyền kích kỹ xảo càng ngày càng lợi hại, đánh khắp 3 đến 8 tuổi không có địch thủ, vườn trẻ toàn bộ được Du Du đánh bại, rất nhiều xưng bá càng M star 10 tuổi nhi đồng giới xu thế. Cynthia mặt biến sắc khó coi, chỉ chỉ lý hán tài liệu trong tay. Hán, ta có lý do hoài nghi ngươi có ngược đãi Pandora hiềm nghi. Ngược đãi Pandora, không, không, Cynthia, này là không thể nào, ta yêu pandora ta nghĩ này không cần nghi vấn lý hán nhanh chóng lắc đầu ngược đãi nhi đồng nhưng là một kiện tội lớn có thể sẽ cướp đoạt lý hán quyền nuôi dưỡng lý hán nhưng không muốn thừa nhận lớn như vậy tội cynthia sắc mặt tốt hơn một chút nói ra những thứ này là pandora thành tích những kiểm tra này đều vốn là năm nhất vấn đề pandora dĩ nhiên đạt được a đây thực sự là khó mà tin nổi pandora dĩ nhiên học được phép nhân hán ta không thể tin được một cái ba tuổi rưỡi hài tử hội học được phép nhân này quá tàn khốc lý hán dở khóc dở cười nước mỹ nhi đồng thực sự là quá hạnh phúc ba tuổi rưỡi hài tử chỉ cần học được chơi đầy đủ phép nhân đây là cao niên cấp thậm chí sơ trung nên học tập du du quá vượt mức quy định rồi lý hán không thể không giải thích du du nắm chắc học thiên phú cynthia có chút ngờ vực kiểm tra du du số học tri thức cynthia trở về văn phòng thật không tiện hán Pandora là cái tiểu thiên tài, ta xin lỗi ngươi. Lý Hán khoát tay áo một cái, nói ra. Cynthia, ngươi là một cái hảo lão sư, ta nghĩ này không cần xin lỗi, ta hẳn là cảm tạ ngươi hết chức trách. Hán, ngươi thực sự là thân sĩ, lại muốn đến một ly cà phê sao? Cynthia nhiệt tình rất nhiều ngồi vào Lý Hán bên người, hữu ý vô ý cọ sát Lý Hán, Lý Hán cùng Cynthia nói rồi hội thoại cáo từ, đi tới Cadillac Gia. Kelly có đoạn thời gian không thấy, lại có thêm hai ngày là Lý Hán sinh ngày, dự định qua tới mời Kelly cùng Cadillac tham gia sinh nhật party. Này, Hán! Cadillac đang tại sửa chữa một chiếc máy kéo, thò đầu ra cùng Lý Hán chào hỏi, cười nói. Ha, Cadillac, chiếc này tên to xác không sai a. À? Lý Hán cười ngồi sổng Cadillac bên người, Cadillac từ máy kéo bò ra ngoài, thoát tới tay bộ. Đương nhiên, cái này tên to xác nhưng là angierê bảo bối lắp đặt GPS định vị thực sự là cực kỳ giỏi lý hán theo cadillac đi tới trong cửa hàng cadillac cầm rót rượu bia ướp lạnh ném cho lý hán hán kelly có thể không ở Nhà, thực sự là tiếc nuối có đoạn thời gian không có thấy kelly kelly gần nhất thế nào lý hán mở ra bia ực một hớp trong lòng hiếu kỳ kelly tham gia sa có lẽ sẽ cùng ha lê thành vì bạn học Cadillac biểu môi, có chút không sao cả. Nhà, Kelly tham gia SA, thật không tệ, mong ước Kelly thực phát hiện mình nguyện vọng, Cadillac, lại hai ngày nữa là sinh nhật của ta, cùng nhau tới đây đi. Không thành vấn đề, hắn, ta nghĩ không người nào có thể từ chối Mỹ vị bia cùng thịt nướng. Kelly uống xong bia, lau miệng, đưa Lý Hán ra ngoài, tiếp tục mang theo găng tay sửa chữa máy kéo, Lý Hán đi ra cửa hàng, chân mày hơi nhíu lại, Kelly không có tự mình nói lên ép ác chuyện. Trở về nông dân cá thể trang, Lý Hán thu dọn nông trường tư liệu, lần này xin cho vay tương đối nhiều, cần chuẩn bị đầy đủ một ít, sửa sang xong, phát đưa đi. Lý Hán cưỡi tiểu hồng táo, dọc theo đồng có chạy một vòng, mồ hôi đầy người, trở về lầu nhỏ, tắm rửa sạch sẽ, thay đổi thân quần áo sạch. Đi tới nhà bếp, mở ra tủ bát, nội đất, gà rừng, thảo dược, tăng thêm không gian nước suối, hầm cách thủy một hồi du du tan học trở về, đưa cho Glasgow thu mừng, đáng thương cố chấp lão đầu. Dược thiện canh gà hầm cách thủy thượng, phòng khách điện thoại vang lên, Lý Hán chuyển được, là người xa lạ. Lý Hán, ngươi tốt, ta là Lưu Minh, có rảnh không? Chúng ta nói chuyện. đương nhiên, cần muốn ta đi đón ngươi không? Không, Christian xin nói cho ta địa chỉ. Lý Hán có chút bất ngờ Lưu Minh ý đồ đến săn bắn trang viên gây ra như thế trò khôi hài hán nơi này rất tốt hay là ta cũng có thể mua lại cái nông trường vui đùa một chút đây là không sai ý nghĩ montana nông trường giá cả khá là rẻ bất luận đầu tư vẫn là nghĩ phép đều rất tốt thật sao hán không đề nghị ta kinh doanh một tòa nông trường nhà hay là chúng ta có thể làm cái hàng xóm lưu nói rõ cũng thật cũng giả lý hán hơi dừng lại một chút hay là ngươi nên đi một chút nhìn xem, tìm hiểu một chút. Lý Hán không có bao nhiêu tốt kiến nghị, kinh doanh nông trường cùng bãi chăn nuôi không phải là chuyện đơn giản. Lưu Minh có thâm ý khác liếc mắt nhìn Lý Hán. Chỉ đùa một chút, nha, trà không sai. Quốc nội mang tới, coi như không tệ. Lý Hán cười cho Lưu Minh bỏ thêm chút nước trà, Lưu Minh uống chén trà, theo Lý Hán đi dạo một vòng, rời đi, Lý Hán hơi nghi hoặc một chút. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video Chương 90 Cây ăn quả núi kế hoạch dưới Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 90 Cây ăn quả núi kế hoạch dưới đưa đi Lưu Minh, Lý Hán xoa xoa huyệt Thái Dương, Lưu Minh tự hồ có ý định hợp tác với chính mình, dòng họ Crick hợp tác đồng bọn nhiều lắm, không phù hợp Lưu Minh lợi ích. Lý Hán không có ý định tranh đoạt vũng nước đục này, trở về lầu nhỏ, mở máy vi tính ra tra một chút cây ăn quả tư liệu, o ram hồ hai bên mấy trăm mẫu anh sườn núi nhỏ, hồ nước nước bùng chồng chất, độ phi đầy đủ, Lý Hán trong lòng bàn bạc, gieo trồng một ít đỏ xoái cùng đỏ bia lê, chút ít quả nho cùng Việt Quốc, hoa quả hái vẫn là không sai du lịch ước ao. Trả tiền đao loạt vài loại hoa quả gieo trồng tư liệu, đặt hàng vài cuốn sách, thực sự là quá mắc, lão Mỹ ít có đạo văn, thậm chí mua sắm đạo văn dường như quốc nội mua sắm chính bản như thế xem là khác loại mấy quyển bỏ ra hơn trăm đô la mỹ lý hán khẽ lắc đầu một cái thu thập một chút đi tới gara đẩy ra bốn vòng xe gắn máy đi tới đồng cỏ hao tân chính đang vội vàng sửa chữa yên ngựa cùng dây cương chuẩn bị ngày mai đổi tràng lý hán tùy ý ngồi ở một bên hao tân tay nghề không sai tu bổ yên ngựa vuốt hết sức thoải mái hao tân kem một người chăm nom đàn trâu không thành vấn đề đi cần ta đi qua giúp sao hao tân cười nói hán không thành vấn đề kem sẽ chiếu cố đàn trâu hán hay là lại có thêm mấy ngày chúng ta sẽ thêm mấy con tiểu gia hỏa nha thật là một không sai tin tức là cái kia mấy con tên to xác lý hán trong lòng rất vui vẻ nông trường con thứ nhất ngưu ngưu nhưng là đại gia súc hao tân chỉ vào cách cách đó không xa rừng cây mấy con đang nằm hát ngưu ở nơi đó, Dina đang chiếu cố bọn họ. Dina thực sự là có khả năng cô nương, ta nghĩ ta hội khen thưởng của nàng, hao tân, ta nghĩ thuê vài tên không sai nông dân, vì ta gieo trồng cây ăn quả, có quen thuộc không sai ứng cử viên sao. Hao tân lắc lắc đầu, nói ra, hán, thật là quá đáng tiếc, ta khả năng không giúp được ngươi, hay là ngươi có thể hỏi một chút kem, có lẽ kem có thể giúp được ngươi, kem có kinh doanh nông trường kinh doanh. Ta nghĩ ta sẽ, hao tân, ta đi xem xem mấy con tên to xác. Lý Hán đi tới rừng cây một bên, Dina chính đang bận việc chuẩn bị cỏ khô và chỉnh lý ống nước, Lý Hán đi tới nói ra. Dina, nơi này thực là không tội, thật mát mẻ, những này tên to xác làm hưởng thụ, đúng, nơi này rất tốt, thượng đế phù hộ, hay là sau một khắc liền có kinh hỷ giáng lâm. Dina có khô cùng nước chuyển xuống đến, rảnh nước kéo qua, là mấy con phụ nữ có thai ngưu bổ sung lượng nước cùng cỏ khô, Lý Hán giúp một tay sống sót một trận, rừng cây một bên tổng cộng ba con chờ sinh hát ngưu, tình huống không sai. Đina đoán chừng gần nhất hai ngày nghe con liền sẽ giáng sinh. Lý Hán suy nghĩ một chút, đi tới du du món ăn vòng địa, hái được chút rau dưa, đưa đi qua. bổ sung vi chấm ta chấm m i n Đina được Lý Hán chọc cười, thịt ngưu không phải là như vậy yêu kiều. Lý Hán náo loạn mặt đỏ ửng, nói câu, cuốn quyết trời đi. Hán. Ngươi thật là quá đáng yêu Phía sau truyền đến Dina tiếng cười Lý Hán một mặt bất đắc dĩ cưỡi bốn vòng xe gắn máy trở về nông dân cá thể tràng Nghĩ đến muốn bấm Ronan điện thoại Xin chào, nơi này Ronan nông trường Hale, ta là Hán Ronan thúc thúc có ở đây không? Chris đang tại là săn bắn Việc khắc phục hậu quả rất bận Không có thời gian bồi tiếp Hale Gần nhất hai ngày so sánh thanh nhàn. Ba ba, Hán có chuyện tìm ngươi lê điện thoại đưa cho Ronan. Hán, gần nhất qua được không? Rất tốt, Ronan thúc thúc. Có chuyện làm phiền ngươi, ta nghĩ gieo trồng một ít cây ăn quả, cần thuê một ít có kinh nghiệm nông công, không hề sai công ty hoặc là nông trường sao? Ronan suy nghĩ một chút cho Lý Hán một cú điện thoại, chính sự nói xong, Lý Hán hỏi thăm một cái power tình huống. Hán, hắc ta xuất hiện tại thân thể cực kỳ giỏi, đương nhiên trở lại Libya chúc mừng một cái ta nghĩ vậy thì càng tốt hơn. Power, hay là ta hẳn là nói cho Mattbury thúc thúc, tiểu mỹ kỳ nhất định sẽ đưa một ly bia. Không, đáng chết, được rồi, hán, thật là đáng chết, ta đã bình phục. Power nhắc tới Mattbury không còn cách nào khác, Mattbury là Power thầy thuốc gia đình, đương nhiên là lý hán thầy thuốc gia đình. Power, nhìn nửa hai ngày, ta dự định mở sinh nhật party, ta nghĩ bia hội có rất nhiều, hay là ngươi nên là bụng của ngươi hảo hảo vân vân. Thượng đế ở trên, hán, ta đã đợi không kịp, nghĩ đến mỹ vị bia, thực sự là quá tuyệt vời, đáng chết cảm mạo. Power hưng phấn nói ra. Lý hán điện thoại cách chính mình xa một chút, Power tạ oán xong, nói rồi vài câu. Lý hán bưng chén cà phê nhấp một ngụm, cúp điện thoại, bấm ronan năng lưu số điện thoại. Nơi này là các mổ công ty, có cái gì có thể giúp đỡ ngươi? ta là hăng nông trường hán ta cần vài tên không sai nông công giúp ta gieo trồng chút cây ăn quả vui vì ngươi ra sức các mổ hỏi dò gieo trồng cây ăn quả chủng loại diện tích lớn nhỏ nói chuyện giá tiền lý hán cúp điện thoại mầm cây ăn quả một phần dự định không gian xuất một phần mua sắm mạnh sơn đều công ty cây ăn quả không sai lý hán tra xét một cái gọi điện thoại đặt hàng đỏ soái iphone cùng màu đỏ bia lê nghĩ đến không gian quả quả mầm Lý Hán có điểm tâm động, dự định hối đoái, nhưng là xem xét một chút, Lý Hán nhíu nhíu mày lông mày, giá cả quá lớp 10 chút, hối đoái 20 tinh, cũng chỉ. Có 30 mẫu tả hữu cây giống, Lý Hán dự định gieo trồng sau nhà sườn núi, trước tiên muốn kiến thiết trào trắng, không gian cây ăn quả rừng không mở ra cho người ngoài. Một trận bận biểu sống sót, Lý Hán tính toán một chút cần tài chính, lần trước cho vay còn thừa không có mấy, toàn bộ tính được, chỉ có không tới một triệu đô la Mỹ, mầm cây ăn quả cùng tiền nhân công dùng, tính được, chỉ ít cần 200.000 USD, hiện đại tưới thiết bị, hệ thống trí tuệ nhân tạo, giá cả nhưng không tiện nghi, lý hán đầu lớn rồi, hơn nữa nông trường vận hành cần tài chính tập trung vào. Lý Hán kiểm tra một ít ngân hàng tin tức, hy vọng sớm một chút phê hạ khoản này cho vay. Ngân hàng công tác hiệu suất không sai, tới người quen cũ diêu, người tốt. Hán, nơi này thật không tệ, nếu như nơi này nhiều mấy cái thả câu vị, ta nghĩ nhất định là chuyện tốt. Oram Hồ, bến tàu không xa, Lý Hán bồi tiếp diêu câu cá. Nông trường đi dạo một vòng, đồng có cùng đàn trâu, diêu nhìn, nông trường tư liệu photocopy kiện, chuẩn bị đầy đủ hết, theo dòng họ Chris trang viên kiến thiết, càng M Star trấn nhỏ nông trường cùng bãi chăn nuôi giá cả nhanh chóng kéo lên, Lý Hán nông trường từ lúc trước 8 triệu cao lên tới hiện nay 12 triệu đô la Mỹ. Dòng họ Crick trống trơn dựa vào cái này thu nhập, kiến thiết Crick trang viên tiêu tốn mấy trăm triệu đô la Mỹ trở về hơn nữa. Trữ hàng nông dân cá thể trang cùng bãi chăn nuôi. Là dòng họ Crick kiếm không sai lợi nhuận. Lý Hán không khỏi không cảm khái kiếm tiền có lúc thật sự rất dễ dàng, lưu minh trong tay năm tòa nông trường qua tay kiếm được ngàn vạn lợi nhuận, chẳng trách lưu minh tìm đến mình, đại khái có ý cải tạo một tòa thuộc về mình bãi chăn nuôi. Ta nghĩ sẽ hai bên vườn trái cây kiến thiết hoàn thành, chung quanh hồ biết sự kiến một ít tiểu đình tử, dùng cho nghỉ ngơi cùng thả câu, nếu không đến ly bia, mới mẻ nhất sanh ti. Lý Hán kéo qua giữ tươi hòm, mở ra một thùng nhỏ bia rót một chén đưa cho Diêu. Thực là không tồi mùi vị, Hán, khoản này cho vay quá lớn, ta nghĩ ta cần cái lý do, hay là đây là không sai lý do, ngươi nói xem. Diêu dơ nhất tay bên trong bia. Bia. Đúng, Hán, bố đốn thành nhỏ tuần sau có cái bia lễ hay là ngươi có thể thử xem ta nghĩ nhất định sẽ không hề sai hiệu quả diêu lời nói lý hán hơi nghi hoặc một chút diêu lẽ nào lần này bia lễ có những gì không giống sao hán ngươi nên nhìn xem bố đốn báo đáng ghét nước đức lão sẽ nói cho ngươi biết cần tất cả diêu cười nói cuối cùng không quên nói ra đây thực sự là ta uống được ngon lành nhất bia hán ta nghĩ lần này khoản này cho vay cần dựa vào này chén mỹ vị bia. Lý Hán đưa đi diêu, lên mạng xem xét một chút bố đốn bia lễ tin tức, quả nhiên, Lý Hán khóe miệng lộ ra một nụ cười. Cái này hung hăng nước Đức lão, lẽ nào chỉ có Đức quốc người mới có thể sản xuất mỹ vị bia sao? Lý Hán nghĩ trong không gian gieo trồng bia mạch cùng hoa rượu, một tuần thời gian đầy đủ, Lý Hán cho Diêu phát gọi điện thoại, nói ra một tuần lễ sau sẽ có một nhóm chất lượng càng thêm bia sản xuất ra đến hay là có thể tham gia bia lễ. Một bên khác du mang về bia đưa đến bia ham muốn hiệp hội, mọi người đánh giá không sai, Lý Hán không nghĩ tới là thứ hai thiên bố đốn báo chí đăng tin tức này, Lý Hán trong nháy mắt bị đẩy đến nước đức bia đại sư áo thác mạng trước mặt. Vốn là Lý Hán hơi buồn bực, không nghĩ tới áo thác mạng dĩ nhiên rêu rao lên người châu Á sẽ không sản xuất bia, thế giới tốt nhất bia cố hương là ở nước Đức, châu Á chỉ là rác rưởi bia cố hương. Đáng chết. Lý Hán mạnh mẽ vỗ xuống bàn, du du đưa súp gà hầm sôi nổi trở về, úp sắp ba ba trong lòng ngực, chớp mắt to. Ba ba, râu bạc gia gia hôm nay cùng du du chơi. Thật sao? Du du thật là lợi hại. Lý Hán cười nhéo nhéo du du cái mũi nhỏ, du du cười khanh khách, ba ba lại khoa trương du du, râu bạc gia gia cũng khoa trương du du rồi, Cynthia lão sư nói Du Du rất lợi hại, Du Du cao hứng. Buổi tối Du Du giúp đỡ ba ba loại thật nhiều hoa rượu, thu rồi thật nhiều bia mạch, trong không gian nảy mầm, lần này Lý Hán thật sự rơi xuống tiền vốn, bình thường bia, dùng tới mua bên ngoài bia mạch cùng hoa rượu, chỉ bất quá bỏ thêm một chút nước không gian. Lần này, Lý Hán nguyên liệu toàn bộ đổi thành không gian gieo trồng phẩm chất cao mạch mầm, hoa rượu, gạo mua sắm tốt nhất hữu cơ mét, bia dùng nước một phần ba chọn dùng không gian nước suối chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của tàng thư viện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video.